Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại quý anh chị nhà đầu tư trong bản điểm tin tuần từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 3. Thì hôm nay là ngày 8 tháng 3, Hùng Lê cũng như tất cả các anh em cộng sự ở trong team xin gửi lời chúc mừng đến tất cả các chị em phụ nữ và nhất là đặc biệt là các chị em phụ nữ đang là những chiến binh, là những người đang tham gia thị trường tài chính nói chung và trên thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng. Lời chúc mừng nhân ngày 8 tháng 3, chúc chị em luôn luôn vui vẻ, trẻ trung, xinh đẹp và các chị em đang đầu tư thì luôn luôn là những chiến binh trên những con sóng, cố gắng mua được cổ phiếu đúng vùng đáy và bán được đúng vùng đỉnh. Và trước khi mà chúng ta quay lại cái câu chuyện thị trường trong tuần vừa qua, cũng như là sẽ có một vài góc nhìn xu thế thị trường trong tuần tới thì xin lỗi cả nhà là trong cái bản tin tuần trước thì cái đoạn cuối của video thì nó bị lỗi âm thanh. Thì anh chị có thể vui lòng là xem giúp Hùng Lê hình ảnh cũng được, tại vì âm thanh nó bị lỗi thì cái đó thì Hùng khi mà Hùng thu âm thì Hùng cũng không có kiểm soát được. Thì trong tuần này thì Hùng đã khắc phục lại thiết bị, thì hy vọng là chúng ta sẽ có một cái buổi trao đổi nó không bị trục trặc kỹ thuật như lần trước. Thế thì trước khi mà chúng ta đi vào tình hình thị trường của chứng khoán Việt Nam thì chúng ta cùng nhìn lại một số các cái chỉ báo về thị trường chứng khoán ở quốc quốc tế, mà đặc biệt là chỉ số chứng khoán Mỹ, chỉ số Dow Jones. Thì chúng ta đây là Hùng đang bật đây là chỉ số Dow Jones 30, thì chúng ta cũng thể thấy rằng khi mà chỉ số này tiệm cận về vùng đỉnh cũ của đó là khoảng tầm độ 26.000 điểm thì Dow Jones đã có những cái tín hiệu lình xình đi ngang, và đến thời điểm hiện tại nếu xét ở trên một góc độ xu thế hiện tại thì Dow Jones đang bước vào một cái nhịp chỉnh cũng tương đối là mạnh, bởi vì rõ ràng là Hùng xem ở trên các cái góc độ, các cái xu thế kỹ thuật hiện tại thì đang cho thấy rằng là chỉ số Dow Jones đang bước vào một cái chu kỳ chỉnh, và rõ ràng một điều là tín hiệu đường MACD hiện tại của Dow Jones thì cũng đang khá là xấu, và việc thị trường chứng khoán Mỹ chỉnh thì nó cũng sẽ kéo đến một cái việc là tâm lý đầu tư ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam thì nó cũng sẽ có những cái tác động nhất định, và cái việc là thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta cũng có thể nhìn thấy có một cái nhịp tăng thì nó cũng sẽ đồng pha với lại chỉ số Dow Jones. Đó thì cái ý Hùng muốn đề cập đến ở đây đấy, tính là tức là những yếu tố hỗ trợ từ bên ngoài thì hiện tại đang có những cái dấu hiệu suy yếu nhất định. Nhìn trên chỉ số Shanghai thì có thể là người anh em bên cạnh chúng ta thì có thể là hiện tại thì theo những phân tích của Hùng ở những cái bản tin trước ấy, thì Hùng đánh giá rằng Shanghai đã có một cái nhịp test thành công ở vùng 2.000 năm, và sau đó thì dự kiến là trong cái nhịp này thì khả năng chỉ số Shanghai sẽ đánh về khoảng vùng 3.200, 3.001 đến 3.002, về đến cái vùng này thì chỉ số này cũng sẽ có những cái nhịp điều chỉnh nhất định, và khả năng khi mà chỉ số chứng khoán Dow Jones 30 chỉnh thì chỉ số Shanghai nó cũng sẽ chỉnh cùng nhịp với lại chỉ số chứng khoán Dow Jones. Chúng ta cùng nhìn sang chỉ số Nikkei thì rõ ràng một điều là chỉ số Nikkei thì sau khi mà tiệm cận về vùng 22 20 22.000, khoảng tầm 20 gần gần 22.000 thì chỉ số Nikkei cũng đang có những pha xu thế chỉnh chỉnh cùng cùng nhịp chỉnh cùng nhịp, và trên một số các chỉ báo kỹ thuật khác thì cũng đang cho thấy rằng chỉ số Nikkei cũng đang có một cái nhịp chỉnh. Và cái yếu tố nữa là Hùng muốn đề cập đến cái việc chu kỳ. Chu kỳ thì trong những cái bản tin trước thì chúng ta cũng có thể theo dõi lại thì cũng có đề cập đến cái chu kỳ của quý 1 đầu năm. Thì thường thường là cái chu kỳ quý 1 đầu năm của thị trường chứng khoán Việt Nam thì thường là từ năm 2010 đến nay thì là một cái chu kỳ tăng điểm rất là tốt. Các anh chị có thể xem lại lịch sử, và có một điều là thị trường chứng khoán thì lịch sử nó luôn lặp lại. Có nghĩa là một cái mã cổ phiếu nó về đến cái vùng 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 đỉnh cũ A chẳng hạn, thì có thể là sau một khoảng quãng thời gian nào đó thì cái mã cổ phiếu này nó lại về lại cái vùng đỉnh cũ đó. Thế thì thị trường chứng khoán nó và chỉ số chung thì nó cũng như vậy, tức là nó cũng sẽ vận động, thường là vận động theo một cái quy luật lịch sử nào đó, và mọi người thường kỳ vọng
thường kỳ vọng là nó diễn ra như vậy, dẫn đến là khi mà ai cũng kỳ vọng rằng là thị trường quý 1 nó sẽ lên thì tự dưng là mọi người sẽ không muốn bán nữa, cái lực bán nó sẽ bị cầm đi và cùng vào đó thì cái lực mua nó được tăng lên. Và đặc biệt là trong thời gian vừa qua thì thị trường của chúng ta đã có một cái sự kiện, đấy là sự kiện hội nghị Mỹ Triều được tổ chức tại Hà Nội. Chính cái hội nghị đó đã làm cho thị trường của chúng ta có một cái nhịp tăng rất là mạnh. Và Hùng đã phân tích rằng cái nhịp tăng này ở trên hai góc độ, ở trên chỉ số VN Index, đây, trên chỉ số VN Index và trên chỉ số HNX Index, thì Hùng đánh giá rằng cái việc tăng của chỉ số HNX Index nó phản ánh đúng bản chất của thị trường. Còn cái nhịp tăng của VN Index chạy từ vùng 900, khoảng tầm vùng 915, đây, từ vùng 915 về đến tiệm cận vùng 1000 thì nó không phản ánh đúng một cái bức tranh tổng thể của thị trường chứng khoán Việt Nam, mà nó chỉ nằm ở một cái yếu tố cục bộ ở một số các cái mã cổ phiếu. Thì hàng tuần Hùng đã phân tích rồi, tại sao chỉ số VN Index của chúng ta lại có thể chạy được như thế, thì những cổ phiếu nào, những cái cổ phiếu nào đã làm cho thị trường của chúng ta lại có được một cái mức chạy gọi là thần tốc như vậy. Thì chúng ta tí nữa thì chúng ta sẽ đi phân tích chi tiết hơn. Thì đây là cái chỗ xanh xanh này Hùng đánh dấu ở cái bản điểm tin ngày thứ sáu tuần trước, tức là vào ngày mùng một tháng ba, thì là kết thúc của tuần giao dịch tuần trước. Thì tí nữa Hùng sẽ đi nói về chi tiết về cái xu thế thị trường ở hiện tại. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ điểm qua một vài các cái danh mục, các cái mã cổ phiếu mà Hùng đánh giá là nó có thể có những cái tác động lớn đến cái chỉ số VN Index của chúng ta. Đầu tiên chúng ta sẽ đi về VIX. Đối với VIX hiện tại thì rõ ràng một điều là VIX đã vượt đỉnh, tức là vượt thoát hết toàn bộ tất cả những cái gì mà VIX tạo ra từ trước đến nay. Thì đối với cổ phiếu VIX thì rõ ràng một điều là những cái thông tin bên lề về việc là VIX lại tiếp tục đưa xe sang Thụy Sĩ để triển lãm vân vân và vân vân, thì tất cả những yếu tố đó thì chúng ta sẽ tiên lượng sau, bởi vì rõ ràng một điều là chúng ta sẽ phải đánh giá lại một cách tổng thể về cái việc là cái dự án của VIX, cái hiệu quả nó đến đâu và cái doanh thu lợi nhuận rồi tất cả những cái chi phí đó, thì tất cả nó đều được phản ánh vào cái báo cáo tài chính, và chúng ta cũng chưa thể vội vàng để đánh giá rằng cái đó nó sẽ hiện thực hóa đến ở một góc độ nào. Hiện tại Hùng cũng chưa có nhìn thấy một cái báo cáo phân tích nào. Còn đối với hiện trạng của VIX thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là VIX cũng đang có một tuần đi ngang và một cái tuần giữ nhịp cho thị trường, và có những cái phiên VIX đã đẩy lên đến tận vùng rất là cao ở như thế này. Thì đối với cổ phiếu VIX thì trong rất nhiều các bản tin trước đây thì cũng khuyến nghị chúng ta không tham gia đầu tư, bởi vì cái mã cổ phiếu này là cái mã cổ phiếu mà nó dành cho những nhà đầu tư có tổ chức lớn, còn với những nhà đầu tư nhỏ lẻ như cá nhân chúng ta thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái mã cổ phiếu mang tính thích hợp hơn. Và trên cái xu thế hiện tại thì cũng có thể thấy rằng là VIX đang có một tuần tích lũy đi ngang, cũng chưa có những cái chỉ báo nào có thể, duy nhất là chỉ báo MACD thì đang khả năng là đang chuyển pha tín hiệu giảm giá, thì với những cổ phiếu VIX thì không có đề cập đến đây. VHM, đối với VHM thì sau khi mà VHM đã tạo qua cái vùng phân tích của Hùng Lê, đấy là khoảng vùng 89 đến vùng 90, thì VHM đã tiệm cận về vùng 95. Và những cái tín hiệu hiện tại thì Hùng đánh giá rằng là VHM cần sẽ phải có một cái nhịp chỉnh, và cái nhịp chỉnh tối đa tức là sẽ chỉnh lại về cái vùng nền, khoảng vùng 83 đến vùng 84. Tuy nhiên trong tuần vừa qua thì Vinhome vẫn có một tuần lình xình đi ngang ở quanh vùng 89 và vùng 90, thì những cái tín hiệu hiện tại của Vinhome thì nó cũng không cho ta thấy được những cái tín hiệu tích cực. Và hiện tại thì Hùng đánh giá rằng một cái xu thế của Vinhome hiện tại thì vẫn là một cái xu thế có thể lình xình ở đây, và Vinhome sẽ test chỉnh lại về cái vùng này thì nó sẽ hợp lý hơn, tức là về khoảng cái vùng 85. Khoảng vùng 85 ở đây thì sau đó thì Vinhome sẽ có những cái nhịp đánh tiếp tục đi lên để kéo thị trường lên, thì khi đó thì chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu tiếp theo của Vinhome để chúng ta có thể
xem xét xu thế VRE. Đối với VRE thì trong các cái bản tin phân tích trước thì Hùng đã phân tích rất là kỹ mã cổ phiếu này. Thì nếu mà một nhịp test chỉnh về kỹ thuật thì VRE sẽ test chỉnh về tối đa khoảng vùng giá 33. Về khoảng vùng giá 33 và tại vùng này thì VRE sẽ tiếp tục tích lũy để có được những cái nhịp đánh vượt đỉnh. Trên góc độ hiện tại thì Hùng đang nhìn thấy rằng tín hiệu của VRE đang khá là tốt và khá là tích cực, tức là VRE đã chỉnh xong cái nhịp chỉnh kỹ thuật. Hùng Lê cứ tạm gọi là nhịp chỉnh kỹ thuật về cái vùng giá 33, và chỉ cần khi thị trường ổn định trở lại và dòng tiền được kích hoạt trở lại thì từ nhịp này thì VRE sẽ đánh, đầu tiên là VRE sẽ đánh vượt thoát vùng 36. Chúng ta sẽ có những phiên đánh vượt thoát vùng 36 với vol của VRE sẽ đạt khoảng từ 3 đến 4 triệu cổ phiếu. Và khi đã vượt được vùng vol 36 thì chính là từ nhịp test chỉnh 33 này thì VRE sẽ hướng đến một cái đích nó sẽ xa hơn. Đấy là sẽ từ vùng 40 đến vùng 41. Vùng 40 đến 41 thì sau cái nhịp chỉnh của thị trường này thì VRE cũng là một mã cổ phiếu. Hùng đánh giá rằng VRE cũng là một mã cổ phiếu đáng để đầu tư. Các anh chị lưu tâm giúp Hùng lên mã cổ phiếu VRE, bởi vì hiện tại Hùng đánh giá rằng VRE đang khá là tích cực. Đang rất là tích cực, những cái nhịp test chỉnh kỹ thuật rất là tuyệt vời của cổ phiếu này. GAT, chúng ta cùng đi các cái cổ phiếu của họ dầu khí. Đối với GAT thì trong bản tin tuần trước Hùng có phân tích đối với GAT là GAT có một cái nền, tức là khi mà cổ phiếu chạy về cái vùng này, tức là từ vùng 97 đến vùng 100, thì GAT cần có những cái quãng thời gian tích lũy, ngừng nghỉ tích lũy để có thể vượt thoát và để có những cái xu thế đi lên tiếp theo. Và trong tuần vừa qua thì GAT đã có những thời điểm, tức là GAT đã bung qua vùng giá 100, tức là qua cái vùng Hùng phân tích ở đây. Thì như thế là có nghĩa là gì? Có nghĩa là GAT đã chuyển sang một cái pha xu thế mới. Tuy nhiên là khi mà vượt thoát được vùng 100 thì GAT cũng gặp phải một cái vùng cản ở đây. Cái vùng cản nó rơi vào khoảng tầm vùng 103 đến vùng 105. Đây là một cái vùng cản của GAT. Tuy nhiên là nếu chúng ta xét ở trong yếu tố cục bộ thì GAT đang có một xu thế tốt, nhưng xét ở trong một cái bối cảnh của thị trường chung thì tí nữa ông sẽ nói bối cảnh thị trường chung, thì khi thị trường chung chỉnh thì GAT cũng sẽ là một trong những cái cổ phiếu mà nó sẽ rất nhạy với thị trường đó. GAT là một, khi thị trường lên thì GAT là một trong những mã cổ phiếu mà nhà tạo lập sẽ dùng GAT để cân thị trường, nhưng ngược lại khi thị trường xuống thì GAT cũng là một cái mã cổ phiếu rất nhạy cảm với thị trường, dẫn đến cái việc là hai phiên vừa qua thì GAT đã chạm về vùng 105 và GAT đã không giữ được nhịp, và hiện tại GAT đang rơi lại vùng nền từ vùng 100. Thì một số các anh chị đã mua GAT và hiện tại bây giờ thì vẫn đang nắm ở trong tài khoản ở quanh vùng giá 100 khi mà GAT đã có những cái tín hiệu bứt thoát đi lên. Thì các anh chị quan sát GAT giúp Hùng Lê ở trong tuần tới, nếu như GAT không thủng vùng 100, anh chị lưu ý cho Hùng, nếu GAT không thủng vùng 100 và thậm chí là không thủng cái vùng ở cản vùng ở đây là vùng 97 đến vùng 100 thì cái cơ hội mà để GAT đi tiếp là vẫn còn, Tuy nhiên là thị trường chung thì tí nữa ông sẽ nói, nhưng mà đối với GAT thì các anh chị lưu ý giúp Hùng là ở cái vùng tích lũy, tức là khả năng là cổ phiếu này sẽ rơi lại cái vùng nền tích lũy và chúng ta sẽ quan sát ở trong cái vùng nền đó. Hoàn toàn tương tự như với GAT thì PLX là một trong những cái mã cổ phiếu mà dành cho những dòng tiền lớn, và một trong những mã cổ phiếu mà khi mà PLX vào chen vào sóng thì PLX cũng có những cái nhịp tăng rất là tốt. Và Hùng đánh giá hiện tại đối với PLX thì đang có những cái tín hiệu rất là tốt. Sau khi PLX đã có một cái vùng nền tích lũy tại vùng giá 55 thì sau đó thì Hùng có phân tích đến một cái nền tiếp theo của PLX, đấy là từ vùng 57 đến vùng 59. Thì khi chạm với vùng này thì các anh chị có thể thấy đấy, tức là chạm về cái vùng này thì cổ phiếu sẽ chưa thể đi lên ngay được và cổ phiếu lại phải tích lũy lình trình ở đi ngang ở quanh cái vùng này. Nhưng hiện tại đối với PLX thì PLX lại đang gặp một cái vùng cản ở đây, tức là cái vùng cản ở tương đương với khoảng Fibo 38.2, tức là khoảng vùng 61. Đây là một cái vùng cản của PLX, nhưng Hùng đánh giá, đối với quan điểm của Hùng Lê thì Hùng Lê đánh giá rằng vùng cản này của PLX không có gì khó, tức là cái vùng cản này thì sẽ sớm có thể vượt qua.
sẽ sớm có thể vượt qua. Tuy nhiên là trong bối cảnh thị trường hiện tại thì có thể Pelic sẽ quay về test chỉnh lại. Test chỉnh thì Pelic về đúng thuần kỹ thuật và đúng chuẩn thì Pelic không được phép test chỉnh quá vùng 59. Các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê, Pelic sẽ không có thể test chỉnh quá vùng 59, đấy là thuần về kỹ thuật. Và tại cái vùng 59 này, tức là tại vùng biên trên, thì Pelic lại tiếp tục tích lũy, và từ cái nhịp này tích lũy, có tích lũy thành công hay không thì chúng ta sẽ quan sát. Và nếu nhịp này tích lũy thành công thì sau đó, sau cái nhịp chỉnh của thị trường, thì Pelic lại có một cái chu kỳ vượt thoát để tăng lên. Và khi mà Pelic đã tích lũy thành công ở vùng nền 59 lần thứ hai thì rõ ràng một điều là cái đích đến tiếp theo của Pelic nó sẽ vượt thoát vùng 62, chắc chắn là nó sẽ vượt thoát vùng 62. Thì đối với cổ phiếu Pelic cũng là một cổ phiếu đáng để chúng ta đưa vào danh mục theo dõi và đáng để chúng ta đầu tư ở trong cái giai đoạn tới đối với mã cổ phiếu Pelic. Chúng ta cùng đi phân tích tiếp mã cổ phiếu BSR. BSR là một mã mà Hùng Lê đã khuyến nghị ở trên room. Trên room khách hàng thì ở trên này thì Hùng cũng đã lốt lại. Thì đối với BSR thì Hùng đang thấy rằng là BSR đang có những cái nhịp test chỉnh về quanh vùng 13.6, tức là Hùng sẽ lấy ở cái đích 14 đi. Ở đấy thì từ vùng 14 này các anh chị có thể cộng trừ thêm một ít, thì Hùng đang thấy BSR đang có những cái vận động khá là tốt và khá là tích cực ở quanh vùng giá 14. Và chúng ta sẽ chờ một cái nhịp chỉnh thị trường, và sau đó thì BSR sẽ tích lũy lại vùng này quanh vùng 14. Các anh chị lưu ý cái nền giá 14, và từ nền 14 nếu có những phiên có hai cách. Một là các anh chị sẽ gọi là chúng ta sẽ mua gom, tức là chúng ta sẽ dự kiến mua gom, thì những cái điểm mua gom của chúng ta sẽ chiếm khoảng 1/5 cái số định mua. Thì mua gom có nghĩa là những cái hôm thị trường giảm điểm rất là mạnh, những cái hôm thị trường chao đảo thì chúng ta có thể gom ít một dần ở những cái phiên như thế, thì người ta gọi là mua gom. Thì đối với BSR thì cũng đánh giá ở cái nền gom khoảng từ vùng 13.5 đến vùng 14 là cái nền gom cổ phiếu này rất là đẹp. Đó, cái nền gom thì chúng ta chỉ mua 1/4 đến 1/5 cái số chúng ta định mua. Tức là ví dụ chúng ta dự kiến là chúng ta mua 1.000 cổ phiếu thì cái vùng gom chúng ta chỉ mua 200 cổ phiếu. Và 200 cổ phiếu đó thì các anh chị cũng lưu ý giúp Hùng Lê là chúng ta chia nhỏ ra. Đó, ví dụ như thế, thì bởi vì là trên sàn này thì tối đa sẽ là phải là 100 cổ phiếu đó. Thì chúng ta chia nhỏ ra với một cái số lượng lớn thì chúng ta cứ mua gom dần như thế. Chúng ta cứ bình tĩnh, bởi vì là thị trường hiện tại thì chúng ta cũng đang có khá là nhiều những cái yếu tố mà Hùng Lê tiên lượng là khá nhiều những yếu tố rủi ro. Và lúc đó thì chúng ta cầm tiền thì sẽ rất là tuyệt vời. Nền tích lũy của BSR chúng ta có thể mua gom quanh vùng 13.5 đến vùng 14. Tiếp theo đấy là chúng ta sẽ phân tích cổ phiếu PVD. Các anh chị lưu ý là tất cả những mã cổ phiếu nào mà chúng ta kể từ bản tin này trở đi thì những mã cổ phiếu nào mà đạt target thì Hùng Lê sẽ ngừng phân tích, và những mã cổ phiếu nào bị sai, tức là chúng ta mua xong chúng ta bị fail, tức là nó không đúng với kịch bản của chúng ta, thì chúng ta cũng sẽ không phân tích. Trừ khi là cổ phiếu đó có những cái tín hiệu quay trở lại nó tốt hơn thì chúng ta sẽ phân tích tiếp. Thì đối với PVD, các anh chị có thể xem lại Hùng Lê phân tích PVD từ nền giá 15.5, đúng không ạ? Từ nền 15.5 đến nền 16. Nền 15.5 và nền 16 thì đến tại thời điểm đó, anh chị xem lại những bản tin trước thì Hùng đã tiên lượng rằng là PVD sẽ đánh về khoảng vùng 19. Trong cái nhịp này PVD đánh khoảng vùng 19 thì nó hợp lý, và kể cả cái nhịp test chỉnh về ở đây. Những cái nhịp test chỉnh ở đây thì Hùng Lê đánh giá rằng nếu mà test chỉnh thuần về kỹ thuật thì PVD không được phép thủng cái ngưỡng 17. Khoảng quanh ngưỡng 17 ở đó, quanh ngưỡng 17, và sau đó thì PVD đã có một cái đây, có một cái phiên xác nhận là cổ phiếu này tiếp tục vượt thoát đi lên. Và trong tuần vừa qua thì PVD đã chạm về target phân tích của Hùng Lê, đấy là vùng giá 19, và hiện tại thì PVD đang có hai cây nến giảm, nhưng Hùng Lê đánh giá rằng với PVD hai cây nến giảm này thì nó chưa thực sự là tiêu cực, anh chị nhé, hai cây nến giảm này nó chưa thực sự là tiêu cực, và khả năng cao thì trong nhịp này thì PVD sẽ đánh vượt thoát vùng 19. Tức là đến bây giờ thì Hùng Lê sẽ dự đoán kịch bản tiếp theo của PVD. PVD có thể test chỉnh về vùng 18. Và trong nhịp này thì PVD sẽ đánh về vùng tiệm cận vùng 20 đến vùng 20.5. Sẽ tiệm cận về vùng 20.5 thì Hùng Lê sẽ tiếp tục đánh giá rằng là PVD sẽ có một nhịp test chỉnh, và
Bởi vì là nếu nếu mà tín hiệu xấu thì hai cây nến cuối tuần của PVD nó sẽ phải rất là xấu, nhưng mà hiện tại thì ông đánh giá rằng hai cây nến của PVD cuối tuần cũng chỉ là những cái tín hiệu mà cảnh báo thôi, chứ còn nếu mà nói về thực sự xấu là chưa thực sự xấu. Và trong tuần tới thì các anh chị quan sát giúp Hùng Lê, những anh chị nào đang cầm nắm giữ PVD quanh vùng giá 18, và nếu PVD không thủng vùng 18, các anh chị lưu ý không thủng vùng 18 với vol khoảng tầm thấp hơn, không thủng vùng 18 và vol không thấp hơn dưới 3 triệu cổ phiếu, thì như thế là cái cơ hội để PVD tiếp tục đi lên vẫn còn. Còn nếu như thủng vùng 18 thì coi như là target ở cái nhịp này về đến vùng 19 là kết thúc. Các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê mã cổ phiếu PVD. PVD hoàn toàn tương tự, đấy là PVS. Thì đối với PVS, các anh chị cũng có thể xem lại xuyên suốt tất cả các bản tin Hùng phân tích. Từ nền 19 đây, thì hiện tại trong tuần vừa qua thì PVS cũng đã đạt về target của Hùng phân tích, đấy là nền 22. Về nền 22 thì PVS cũng đang có hai cây nến chỉnh, và cái việc mà PVS chỉnh thì Hùng cũng đánh giá là nó cũng hoàn toàn tương tự PVD. Hiện tại thì đang có những cái dấu hiệu suy yếu của cổ phiếu, còn nếu mà xấu hẳn thì hiện tại Hùng đánh giá là chưa xấu hẳn đối với PVS. Vậy thì các anh chị đang cầm nắm giữ PVS thì các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê quanh vùng giá 21 các anh chị nhé, quanh vùng giá 21 ở đây. Quanh vùng giá 21 và PVS sẽ không được phép thủng quá vùng giá 21. Nếu thủng quá vùng giá 21 với vol mà đạt khoảng tầm từ 7 đến 8 triệu thì đấy cũng là những cái tín hiệu khá là nguy hiểm mà chúng ta cũng cần xem xét để ra. Tức là như thế có nghĩa là cái target mà chúng ta phân tích là nó chỉ về được đến vùng giá 22. Còn nếu như PVS vẫn không thủng vùng 21 thì cái cơ hội mà PVS đánh vượt đỉnh là vẫn còn. Cơ hội để PVS đánh vượt đỉnh là vẫn còn. Và vượt đỉnh thì PVS sẽ vượt cái vùng giá 22, thì khi vượt vùng 22 thì PVS sẽ tiệm cận về khoảng vùng giá 24 đến vùng giá 25. Đó, thì về phân tích kỹ thuật là chúng ta cần phải quan sát ở các cái tín hiệu trong phiên và các tín hiệu tuần cũng như các cái chỉ báo kỹ thuật. Thì khi nó thỏa mãn cái yếu tố A thì cổ phiếu nó sẽ đi được về điểm B, và ngược lại nếu mà cái yếu tố A nó không thỏa mãn thì cổ phiếu nó sẽ đi về điểm C. Đó, thì về phân tích kỹ thuật thì nó chỉ đơn giản như thế thôi. Đấy là cái cách nhìn cổ phiếu. Một mã cổ phiếu nữa nó mang tính đầu cơ cũng rất là cao. Đầu cơ có nghĩa gì? Tức là những cái bước chạy của mã cổ phiếu này nó rất là nhanh. Các anh chị nhìn thấy đây, đây là cổ phiếu PVB. Thì Hùng cũng có đã đề cập cái cổ phiếu này ở một số các cái bản tin trước. Ở một số các bản tin trước thì rõ ràng là PVB cũng đang có những bước chạy rất là thần tốc như thế này, thì điểm vào thì không còn nữa, nhưng mà những anh chị nào mà đang cầm nắm giữ cái cổ phiếu này thì khả năng là cổ phiếu này sẽ tiệm cận về khoảng vùng 22 ở trong cái nhịp này thì cổ phiếu sẽ tiệm cận về vùng 22, thì anh chị có thể cầm nắm thì có thể lưu ý cái vùng đó giúp Hùng Lê. BVH, chúng ta cùng xem BVH nào. Đối với BVH thì rất nhiều các bản tin khác thì Hùng Lê đánh giá rằng là BVH cũng đang chạy vòng vo ở quanh vùng từ 95 đến tối đa vùng 100. Nếu có cùng lắm thì sẽ tiệm cận về đến vùng 100, không thì chạy vòng vo ở đây thôi, cũng chưa có những cái tín hiệu nào mà có thể cho thấy một cái xu thế tiếp theo, thì BVH vẫn là một mã cổ phiếu mà nó giữ nhịp cho thị trường. Vinamilk. Đối với Vinamilk, đúng không ạ? Trong bản tin tuần trước thì Hùng đánh giá rằng Vinamilk đang vào một cái kênh xu thế giảm. Anh chị có thể xem lại, bởi vì bản Vinamilk thì Hùng cũng đã phân tích cho các anh chị xuyên suốt tất cả các bản tin. Khi target của Vinamilk Hùng có đề cập đến vùng 150 thì đã đạt về vùng 150. Và khi đạt về target phân tích xong thì cổ phiếu Vinamilk đã có 2 tuần, tính đến tại thời điểm hôm nay là 2 tuần. Thì ngày hôm nay một số các anh chị có hỏi Hùng là có mua Vinamilk hay không, thì Hùng có đánh giá như thế này. Ở Vinamilk sẽ có hai cái điểm dừng chân, các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê, đấy là điểm dừng chân đầu tiên sẽ là điểm dừng chân ở 135. Nếu như tại vùng 135 này Vinamilk test thành công, test tích lũy thành công của Vinamilk ở vùng này thì Vinamilk sẽ ok, tức là sẽ có thể rơi về đấy, và Vinamilk sẽ test chỉnh quanh vùng này và sẽ có một nhịp vượt thoát đi lên. Tuy nhiên nếu tại vùng 135 Vinamilk bị thủng một cách dễ dàng thì như thế là cái vùng hỗ trợ dưới ở vùng 130 sẽ khó giữ được, Hùng đánh giá là sẽ khó giữ được, và khả năng cao thì Vinamilk sẽ về ở quanh vùng 125.
sẽ quanh về quanh ở vùng 125, thì khả năng là Vinamilk sẽ về quanh vùng 125, thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát. Còn xu thế hiện tại của Vinamilk thì đang khá là xấu. Khá là xấu khi mà xung lực dòng tiền cũng đang đi xuống rất là mạnh, đặc biệt là một số các cái chỉ báo MACD thì đang 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 xuống rất là mạnh, và những cái pha xu thế phá gãy của cổ phiếu này thì đang 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 rất là xấu. Và những anh chị nào mà chúng ta bắt đáy thì các anh chị lưu ý là những pha bắt đáy thì chúng ta cũng nên bắt với một tỷ trọng vừa phải. Ví dụ như là bắt đáy ở vùng 135 thì chúng ta cũng bắt ở một cái vùng vừa phải, bởi vì rõ ràng một điều là khi chúng ta bắt đáy như thế rất là nguy hiểm. Còn những cái dấu hiệu mà để cho thấy cổ phiếu Vinamilk dừng lại thì hiện tại Hùng chưa nhìn thấy. Đó, hết tuần Hùng chưa nhìn thấy, nhưng có thể là sang tuần tới có phiên thứ hai chẳng hạn, như ví dụ như phiên thứ hai thì Vinamilk lại đóng cửa về một vùng 140 hoặc là như thế, thì căn cứ vào những cái tín hiệu thực tế của từng phiên thì chúng ta sẽ có những cái phân tích nó sẽ chi tiết hơn. Bởi vì phân tích kỹ thuật là chúng ta phải nhìn một cách tổng thể, cái cách diễn biến về giá, về khối lượng, rồi tất cả những cái chỉ báo của cổ phiếu thì chúng ta mới có thể phân tích được. Đó, thì còn phiên kết tuần thì cũng đánh giá rằng Vinamilk vẫn đang xấu. Và xu thế chủ đạo của Vinamilk vẫn là một xu thế giảm giá. Hai chị lưu ý giúp Hùng lên. SAB, đối với SAB thì nó cũng mang một cái tính chất gọi là giữ nhịp và dẫn dẫn dắt thị trường. Thì Hùng có đánh giá rằng SAB ở có một cái nền của SAB đấy là nền giá 240. Nếu cổ phiếu này chưa thủng nền 240 thì vẫn vẫn là tích cực, đúng không ạ? Xuyên suốt tất cả những bản tin thì Hùng luôn tìm những cái điểm tì bật của cổ phiếu. Thì nền 240 hiện tại thì SAB là đang đóng cửa vùng nền 245, và SAB cần phải vượt thoát lại vùng 250 thì cổ phiếu này cũng là một cổ phiếu mà mang tính chất giữ nhịp thị trường thôi, chứ còn đầu tư thì chúng ta cũng sẽ khá là khó đối với cổ phiếu này. Chúng ta cùng đi các mã cổ phiếu hàng không VDC. Đối với VDC các anh chị lưu ý giúp Hùng lên, đối với VDC hiện tại thì Hùng đang đánh giá ở một cái nền đây, một cái nền giá 120. Cái nền tích lũy cũ của VDC là nền 117, 114 đến 117, nền tích lũy cũ ở dưới này, và hiện tại thì Hùng đang đang ngắm cổ phiếu VDC ở quanh nền 120. Các anh chị có thể lưu tâm giúp Hùng lên ở nền 120. Nếu như ở nền 120 này cổ phiếu không bị thủng các anh chị nhé, và VDC vẫn tiếp tục tích lũy ở quanh đây, và chỉ cần có một cái phiên nào đó, cổ phiếu này đẩy qua vùng 120, và có những cái tín hiệu kỹ thuật xác nhận thì chúng ta sẽ có thể mở mua VDC. Còn ở trên góc độ hiện tại thì chúng ta cũng chưa tham gia mã cổ phiếu này, bởi vì hiện tại thì đang cũng lình trình đi ngang ở quanh vùng 120 và cũng chưa có những cái tín hiệu vượt thoát. Nhưng đối với VDC cũng là một cổ phiếu mà chúng ta đưa vào danh mục để theo dõi. Thì các anh chị lưu ý là những cổ phiếu nào Hùng có nhấn mạnh là đưa vào danh mục để theo dõi là những cổ phiếu mà đang còn có cơ hội để đầu tư. HVN. Đối với HVN, đúng không ạ? HVN thì sau những nhịp test chỉnh ở quanh vùng 38, qua 38 đây, thì Hùng đánh giá rằng HVN sẽ có một cái nhịp đã test chỉnh thành công, và target của HVN Hùng có đề ra ở trong nhịp này sẽ là khoảng vùng 45 đến vùng 46, vùng 45 đến vùng 46 sau khi mà HVN test chỉnh thành công ở cái ngưỡng 38. Thì các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê là hiện tại thì thị trường chung nó đang khá là xấu, thì chúng ta sẽ xem cái điểm hỗ trợ ở đây của HVN khoảng quanh vùng 39.5. Quanh vùng 39.5 đến vùng 40 đi. Đây, một cái vùng hỗ trợ của HVN ở đây thì các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê. Nếu như tại vùng này mà cổ phiếu này không bị phá vỡ 39.5 thì cơ hội đi tiếp, tức là cái cơ hội đi từ cái nhịp vùng 38 đến vùng giá 45 vẫn còn. Vùng đánh giá rằng là phiên ngày hôm nay thì HVN khá là xấu. Khi mà HVN đã có một phiên rơi khá mạnh và rơi, thậm chí là còn rơi về qua cái vùng hỗ trợ ở bên này, và chúng ta sẽ quan sát tiếp HVN ở quanh vùng vùng 39.5 đến vùng giá 40. Tại vùng này nếu HVN có những phiên thủng với vol đạt khoảng tầm từ 2 triệu rưỡi đến 3 triệu cổ phiếu, tức là lớn hơn khoảng 2 triệu cổ phiếu trên phiên, thì đấy là tín hiệu xác nhận khá là xấu. Thì khi vùng vùng trên vùng vùng 39.5 và vùng
vùng 40 bị gãy thì HVN khả năng sẽ về một cái vùng thấp hơn. Thì về ở vùng thấp hơn thì khi mà bị gãy thì cũng sẽ tiếp tục phân tích ở trong cái bản tin tiếp theo của chúng ta. ACV, đối với mã cổ phiếu ACV thì chúng ta cũng thấy rằng là nền để mua thì nó sẽ nằm ở cái nền dưới này khoảng vùng 84, và khi cổ phiếu này vượt về vùng 90 thì mãi vẫn không thể vượt qua được cái vùng 90. Một phần là dòng tiền cũng đang khá là yếu, một phần thì thị trường của chúng ta cũng đang có những cái dấu hiệu chỉnh, dẫn đến cổ phiếu này cũng đang khá là khó. Thì một số các anh chị cũng đang cầm nắm mã này thì Hùng đánh giá rằng nếu cổ phiếu này test chỉnh đúng thì khả năng sẽ lình xình về đây quanh vùng nào đây, để mình xem nào, khoảng vùng 86, Hùng cho khoảng vùng 86.5 đi đó. Nếu có test chỉnh đúng về kỹ thuật thì từ đây sẽ chạm về vùng 86.5, và 86.5 thì có những phiên đánh bật tiếp. Còn nếu như mà cổ phiếu này mà bị gãy cái vùng chỉnh này thì coi như là cái cơ hội đầu tư của chúng ta cũng sẽ hết đối với cổ phiếu này. Nhạc của tôi để Hùng xem nhạc của tôi chưa được. Vẫn lình xình quanh vùng giá 70, vẫn chưa phải là những cái điểm mua tốt của cổ phiếu này, và vẫn chưa có những cái điểm gãy thoát của mã cổ phiếu này. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đi cổ phiếu Mansan nữa, rồi chúng ta sẽ đi họ của các cổ phiếu ngành ngân hàng. MSN thì đối với MSN đúng không ạ? Xuyên suốt các bản tin tuần trước thường có phân tích về MSN. Hiện tại thì sau khi mà MSN chạm về cái vùng này thì cũng thực sự là những tín hiệu lình trình đi ngang như thế này thì cũng chưa có những cái kịch bản để chúng ta có thể dự báo được. Tuy nhiên với việc là thị trường suy yếu thì các anh chị có thể nhìn thấy ở đây này, chúng ta có thể nhìn thấy đây, sau những cái nhịp lình trình đi ngang và thị trường suy yếu thì cổ phiếu thường bị gãy, và chúng ta cũng không ngoại trừ rằng cái việc là thị trường của chúng ta đang ở một cái tín hiệu khá là xấu thì không ngoại trừ rằng cổ phiếu này cũng sẽ bị gãy. Thì các anh chị quan sát giúp Hùng ở quanh vùng giá 88.5. Những anh chị nào đang nắm giữ cổ phiếu này thì nếu như cổ phiếu gãy vùng 88.5 thì chúng ta cũng nên xem xét để chúng ta hạ thị trọng đối với cổ phiếu Mansan. Xu thế hiện tại thì Hùng đánh giá là chưa có những dấu hiệu tích cực khi mà dòng tiền đang ở mức khá là yếu. Một số các cái chỉ báo kỹ thuật khác thì chỉ báo MACD thì đang có những cái dấu hiệu chuyển pha xu thế từ một pha xu thế tăng ở trước đó sang một cái pha xu thế lình xình đi ngang. Và không ngoại trừ cái trường hợp nếu thị trường xấu thì cổ phiếu này sẽ tiếp tục gãy. Chúng ta cùng đi mã cổ phiếu ngân hàng đầu tiên, ACB. Đối với ACB thì xuyên suốt tất cả những cái bản tin thì cũng có phân tích mã cổ phiếu này cơ bản tốt. Tuy nhiên dòng tiền tạo lập hiện tại thì vẫn chưa có, tức là sau những cái phiên mà lình trình ở quanh vùng 29 và cái dòng tiền tạo lập thì hiện tại là cái nền chúng ta có thể coi cái nền từ nền 29. Nền 29 đến nền 30 cũng là một cái nền tích lũy khá là chặt của cổ phiếu. Còn cổ phiếu đi lên thì cần có dòng tiền tạo lập, cần có dòng tiền đầu cơ được kích hoạt. Tuy nhiên dòng tiền tạo lập và dòng tiền đầu cơ thì nó lại phụ thuộc rất nhiều các yếu tố, đội nhóm, đội lái, rồi yếu tố quan trọng, rất là quan trọng nữa thì yếu tố thị trường. Thì với ACB thì các anh chị chỉ thích hợp để đầu tư trung và dài hạn. Còn nếu mà đầu tư lướt sóng thì đây là một mã cổ phiếu mà sẽ không cho chúng ta sinh lời đối với mã cổ phiếu ACB. Vietcombank, nhắc đến mã cổ phiếu ngân hàng thì chúng ta cũng thể nói đến Vietcombank. Vietcombank thì các anh chị có thể xem các bản tin trước thì cũng có đề cập đến Vietcombank ở tiệm cận. Nếu như Vietcombank đánh mạnh được thì sẽ tiệm cận về vùng giá 65. Vùng 64 đến vùng 65. Chính xác là vùng 64 đến vùng 65. Tuần trước và trong tuần này thì cũng có những phiên mà Vietcombank đánh tiệm cận về đến vùng gần đến vùng giá 64. Tuy nhiên là cổ phiếu này đã không giữ được trong những phiên khi chạm về đến đây thì cổ phiếu này đã không giữ được nhịp. Và cái việc mà cổ phiếu không giữ được nhịp mà cứ lình xình ở quanh những cái vùng này thì nó sẽ rất là xấu. Nó xấu ở một cái góc độ, tức là các anh chị cứ tưởng tượng giống như một cái chiếc xe chúng ta đi, đúng không ạ?
Phía trước là một con dốc và chúng ta đi đến gần đến dốc nhưng chúng ta mãi chúng ta không vượt được và chúng ta cứ ga lên, đúng không ạ? Thì xe lên đến gần đến dốc và sau đó lại tụt dốc, xong chúng ta lại ga lên. Và chỉ cần sau vài lần như thế, chỉ cần sau vài lần như thế thì cổ phiếu nó sẽ rơi rất là mạnh. Đây, các anh chị cũng có thể nhìn thấy đây, đây cũng là một trong những cái mẫu điển hình của cái việc là cổ phiếu mãi không lên được, không vượt thoát được. Và lên đến đó thì lại chạm về và lại đẩy lên và chạm về, và sau 3 lần không lên được thì đấy, thì là cổ phiếu đã, Vietcombank đã rơi rất mạnh. Thì đấy là những cái hình tượng ở trong thực tế thôi. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ liên tưởng nó rất đúng với lại trên thị trường chứng khoán. Thì đối với những anh chị nào mà đang nắm giữ Vietcombank thì cũng đánh giá rằng ở vùng giá 62, ở vùng giá 62 là một cái đích cuối cùng để dành cho Vietcombank, cơ hội để cho Vietcombank có thể tiếp tục đẩy vượt thoát đi lên. Còn nếu tại vùng giá 62 mà Vietcombank bị gãy thì khả năng Vietcombank sẽ tiệm cận lại về lại vùng nền dưới, nền thấp hơn. Đấy là khoảng quanh vùng nền mà thậm chí là còn thấp về đến tận đây là vùng 58, vùng lấy khoảng vùng 58, 59. Đó. Thì Vietcombank sẽ, nếu như tại vùng 62 mà Vietcombank không trụ được, anh chị nhé, thì Vietcombank sẽ chạm về đây. Và từ đây thì những cái xu thế tiếp theo của Vietcombank như thế nào thì chúng ta sẽ qua từng cái bản tin hàng tuần thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích. sẽ tiếp tục phân tích mã cổ phiếu này, Vietcombank. Còn trên xu thế hiện tại thì Hùng cũng đang đánh giá rằng Vietcombank cũng đang ở một cái ngưỡng lưng chừng, tức là dòng tiền thì đang có suy yếu dần đi, đường MA CD thì cũng đang chập vào, tức là nó chưa thể hiện một cái xu thế rõ ràng của mã cổ phiếu này. Chúng ta cùng phân tích tiếp BID. Đối với BID thì trong tuần có một cái phiên, đấy là phiên ngày nào nhỉ? Phiên ngày mùng 5 thì có một cái phiên đột biến, khá là đột biến về dòng tiền của BID. Tuy nhiên là cái đột biến này thì nó, Hùng có một số anh chị hỏi là có mua không, thì Hùng đánh giá như thế này. Hùng có bảo với các anh chị là nếu mua thì chúng ta sẽ phải mua ở vùng thấp hơn. Còn khi cổ phiếu này đã vượt đến vùng 35 thì chúng ta cũng không nên mua. Cái thứ hai nữa là BID thường hay có những cái phiên đánh rất là ảo, tức là tăng lên rất là mạnh và sau đó thì dòng tiền nó bị cụt hơi sau đó. Thì ví dụ như đây là anh chị nào mua T0 này, T1, T0, T1, T2, T3, tức là về đến T3 thì đã bị lỗ. Trừ những anh chị nào mua được ở vùng thấp hơn, đúng không ạ, thì nó không bị lỗ, chứ còn nếu mà T3 thì về đã bị lỗ rồi. Thế thì bản chất của BID ở đây thì BID vẫn đang, Hùng có đánh giá một cái vùng tỷ bật của BID ở vùng 32, thì nếu mà vùng 32 mà chưa thủng thì cổ phiếu này nó vẫn đang còn có những cái dư địa và còn có những cái cơ hội để tiếp tục tăng. Tuy nhiên đối với BID thì bây giờ Hùng sẽ đưa ra kịch bản luôn với các anh chị, tức là phiên thứ hai tuần tới thì BID, phiên thứ hai và phiên thứ ba BID sẽ không được phép thủng cái nền, khoảng nền giá 33.5, nền giá 33.5, và sau đó thì dòng tiền cần phải kích hoạt lại ngay để đẩy cổ phiếu này đi. 33.5, dòng tiền cần phải kích hoạt lại ngay để đẩy cổ phiếu này đi, thì như thế là cái nhịp đánh này mới là một cái nhịp đánh thật của BID. Đấy, nhịp đánh thật của BID, tức là dòng tiền sẽ cần phải kích hoạt để đẩy BID tiếp tục đi. Tuy nhiên nếu tại cái nền 33.5 mà dòng tiền không được kích hoạt thì như thế thì chúng ta sẽ tiếp tục có những cái nhịp lình trình của BID ở quanh cái vùng 33.5 này. Và sau cái nhịp lình trình đó thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát để chúng ta sẽ phân tích tiếp BID công thương. CTG hiện tại, đối với CTG thì cũng là một mã cổ phiếu mà Hùng cũng có đánh giá, cũng có khá là nhiều đánh giá đối với mã cổ phiếu này. Thì Hùng có đánh giá rằng là cái việc mà công thương đánh ở trong nhịp này thì công thương sẽ không chỉ chạy về khoảng vùng 20.5 đến vùng 21 mà công thương cần phải đi một cái nhịp xa hơn. Tuy nhiên hiện tại thì dòng tiền đang khá là yếu, tức là cái yếu tố tạo lập tại cái vùng nền 20.5 đến vùng 21 nó chưa có, tức là những yếu tố tạo lập tại cái vùng nền này nó chưa có. Chính vì vậy thêm một yếu tố nữa là thị trường của chúng ta lại đang có những dấu hiệu suy yếu, vì vậy là nhà tạo lập sẽ chưa thể tiếp tục đánh lên. Và Hùng đánh giá rằng cái nền 20.5 ở trong cái nền tích lũy này thì vẫn là một cái nền để cho các anh chị chúng ta quan sát thôi. Cho anh chị chúng ta quan sát và chúng ta sẽ cần chờ những cái tín hiệu về dòng tiền tạo lập để đánh bật qua vùng 21 thì khi đấy thì cổ phiếu mới có một cái xu thế rõ ràng, 21.5 đến vùng 22,
Còn đúng đánh giá rằng dòng tiền đã đánh vào công thương như thế này thì không có lý do gì mà lại chỉ có chạy được từ 19, vùng 19 đến vùng 20, thì như thế là một cái nhịp chạy rất là ngắn của cổ phiếu. Thì đối với công thương thì cũng là một cái mã cổ phiếu mà chúng ta cũng sẽ tiếp tục quan sát. Chúng ta xem một số mã cổ phiếu là MBB. Đối với MBB thì cũng tương tự như thế, vùng nền 22, và một số bản tin phân tích trước đây thì cũng có đánh giá nền vùng nền 22 này một lượng lớn các cổ phiếu đã được đẩy bán ra, thì như thế thì cái động lực để mà cổ phiếu này tăng thì nó cũng khá là khó. Và nếu không nhầm thì Hùng cũng có dự đoán rằng trong cái kịch bản này thì cổ phiếu MEB sẽ cần về đến vùng 20.5, cần vùng về đến vùng 20.5 để tích lũy lại quanh vùng 20.5. đối với MEB thì hiện tại chúng ta cũng chưa có những cái tín hiệu để chúng ta có thể đầu tư. STB thì tại vùng nền 13, cổ phiếu này không tích lũy lại được, thì hiện tại thì khả năng thì với những tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì STB cũng chỉ đang lình trình ở quanh vùng 12.3 thôi. 12.3 đến vùng 12.5 ở quanh đây. Dòng tiền hiện tại của STB khá là yếu, chưa có đủ động lực để giúp cổ phiếu này tăng giá. Hùng phân tích luôn cả mã cổ phiếu SHB, tại vì trong tuần vừa qua thì một số các anh chị có hỏi Hùng SHB có mua được không, thì các anh chị lưu ý là đối với SHB thì cái nhịp đánh thứ hai này nó khả năng là nó tốt và nó tích cực hơn. Tuy nhiên một điều là mặc dù nó tốt nó tích cực thì đây cũng đã có những cái giai đoạn trước SHB có những nhịp đánh tốt tích cực, tuy nhiên khi gặp thị trường chung xấu, đây là lúc mà thị trường chung chỉnh này, thì cổ phiếu này cũng chỉnh theo, và cái việc là một cái phiên đánh dốc lên như này thì cũng chưa thể nói hết được các cái yếu tố tạo lập ở trong đó. Hùng Lê cần quan sát thêm các phiên tiếp theo để khi đó thì chúng ta mới có thể nhận xét và đánh giá tiếp được là cái mã cổ phiếu này ở cái nền tích lũy quanh vùng giá 7, và đây là quanh vùng 7.5, thì liệu cái vùng 7.5 này nó đã ok chưa thì chúng ta sẽ cần phải quan sát tiếp ở các cái phiên tiếp theo. Chúng ta cùng đi hai mã cổ phiếu về chứng khoán SSI. Đối với SSI đúng không ạ? Khi mà Hùng phân tích ở nền giá 26 và sau đó thì khi SSI chạm về vùng nền 28 thì Hùng cũng đã có những cái nhịp đánh giá rằng SSI cần test chỉnh lại ở quanh cái vùng này, và nếu mà tại vùng 28, các anh chị lưu ý đúng không ạ? Trong những cái bản tin trước cùng có phân tích, nếu tại vùng 28 mà SSI không bị thủng và có những phiên đánh vừa thoát lên thì khả năng đi tiếp của SSI nó sẽ còn, và đi tiếp thì nó sẽ chạm về gần cái vùng 30. Tuy nhiên hiện tại thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là dòng tiền cũng đang khá là bấp bênh đối với SSI. Tức là dòng tiền nó đang khá là yếu, một phần nó cũng dè dặt vì thị trường chung, và một phần thì SSI cũng đang ở một cái nền tích lũy. Còn trên xu thế hiện tại thì xung lực dòng tiền đang bị yếu đi. Dòng tiền đang bị suy yếu và đường MACD thì cũng đang có những cái dấu hiệu suy yếu dần chung với tất cả các cái mã cổ phiếu ở trên thị trường. Và với SSI thì Hùng vẫn đánh giá nền 28 không bị thủng thì cơ hội đi tiếp của SSI vẫn còn. Còn nếu như nền SSI mà bị thủng nền 28 thì SSI sẽ về lại vùng 27 đi. Đó, tại vùng 27 tích lũy lại thì đây cũng có thể thế cũng sẽ là một cái nhịp khá là hợp lý của SSI. Bởi vì cái nhịp cái việc thị trường chỉnh trong tuần tới thì Hùng đánh giá rất là cao rồi. Thì khả năng cái kịch bản này nó sẽ hợp lý hơn. Đấy, chỉnh về vùng thấp ở dưới này và sau đó lình trình một vài phiên. Và sau đó thì đi lên, thì như thế cũng là một cái nhịp đi khá là đúng với thuần về kỹ thuật của SSI. HCM, đối với HCM đúng không ạ? HCM thì đang có những cái nhịp đánh lên rất là mạnh. Hiện tại HCM lại đang có những cái vùng tích lũy ở đây. Vùng tích lũy đi ngang quanh vùng 28.4 thì đây cũng là một cái nền mà cổ phiếu này sẽ có những cái phản ứng nhất định, thì chúng ta sẽ quan sát ở nền 28.4. Những anh chị nào mà đang nắm giữ cổ phiếu HCM thì ở vùng 28.4, và tại nền 28.4 này cổ phiếu tích lũy và vừa thoát đi lên được thì lúc đó thì chúng ta sẽ phân tích, và khi đó chúng ta sẽ phân tích các cái target tiếp theo của HCM. Còn trên những yếu tố kỹ thuật hiện tại thì dòng tiền cũng đang bị yếu đi và đường MACD cũng đang bị suy yếu, và một số các cái chỉ báo kỹ thuật khác thì cũng đang
có thể là đang cho một cái xu thế chưa rõ ràng của HCM, vẫn là một xu thế lình trình đi ngang thôi. Cổ phiếu VND đúng không? VND thì Hùng đã chat ở trên Zoom dành cho các anh chị. Đấy là Hùng đánh giá rằng VND ở quanh cái nền giá khoảng nền giá 17 đến nền giá 17.5. Đây là một cái nền tỳ bật của cổ phiếu, và rõ ràng là ở trong cái nền tỳ bật này thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là cổ phiếu mà không bị thủng đúng không ạ? 17 đến vùng 17.5. Cổ phiếu mà không bị thủng cái nền tỳ bật thì như thế cái cơ hội đi tiếp của cổ phiếu nó sẽ vẫn còn, và hiện tại thì VND cũng đang đóng cửa 17.75, tức là cái cơ hội mà để cổ phiếu này đi tiếp vẫn còn. Tuy nhiên là thị trường chung thì nó sẽ có những cái nhịp khá là xấu ở trong tuần tới, nên chính vì vậy nên cổ phiếu cũng sẽ không có những cái động lực để tăng mạnh. Ông phân tích tiếp ba cổ phiếu của ngành thép, đấy là đầu tiên là cổ phiếu HPG. Đối với HPG, xuyên suốt từ lúc Hùng khuyến nghị ở vùng giá 30 chúng ta mua, và target cùng đề ra ở đây là vùng 34 đến vùng 35, đến vùng 34 đến vùng 35, và khi về đến vùng này thì cổ phiếu cần phải nghỉ ngơi đúng không ạ? Nghỉ ngơi để lấy sức. Thì có một phiên ở trong tuần có những dấu hiệu để cổ phiếu này bứt thoát lên, tuy nhiên là cái nhịp bứt thoát thì nó không thành công. Nhịp bứt thoát nó không thành công và cổ phiếu này lại rơi lại vùng nền, và hiện tại thì lại rơi vào dưới cái vùng nền tích lũy. Thì đối với HPG đây cũng là một mã cổ phiếu mà chúng ta nên theo dõi để chúng ta có thể canh mở các cái điểm mua, thì Hùng vẫn đang canh cổ phiếu này. Thì kịch bản cho HPG ở trong tuần tới, nếu như ở cái vùng đây là vùng 33.5 mà cổ phiếu này vẫn không thủng ở vùng này và vẫn vượt thoát tích lũy được, thì khả năng cổ phiếu sẽ lình xình ở quanh đây. Còn nếu mà vùng 33.5 bị thủng thì cổ phiếu sẽ vùng về vùng nền tích lũy ở dưới, và chúng ta sẽ canh mua lại ở quanh vùng giá. Nếu mà chỉnh thì cũng đánh giá chắc cổ phiếu này cũng sẽ chỉnh về khoảng vùng 31 thôi. Đó, thì tại vùng 31 thì chúng ta lại bắt đầu gom lại cổ phiếu này với một vùng 31 với 1/5 số chúng ta định mua, tức là vùng 30 đến vùng 31. Đó, thì sau đó thì chờ những tín hiệu kỹ thuật, khi mà cổ phiếu này có những cái tín hiệu vượt thoát và tích lũy lại thì chúng ta lại tiếp tục đúng không? Chúng ta lại tiếp tục có những cái điểm mua gom mua thêm, tức là mua để gia tăng tỷ trọng khi mà tín hiệu cổ phiếu đã quay lại một xu thế tăng giá. Như thế thì các anh chị cũng 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 sẽ rất là yên tâm. Và Hùng đánh giá hiện tại thì đối với kịch bản của HPG đang khá là đẹp, bởi vì những cái phiên như thế này là những cái phiên mà HPG đang 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 hấp thụ, tức là đang cho những cái anh chị mà bắt được ở cái vùng dưới này hấp thụ hết ở vùng này. Tức là vùng này sẽ ra hết hàng đúng không ạ? Sẽ ra hết hàng, và sau khi ra hết hàng ở vùng này thì khả năng là sẽ có những phiên tạo lập. Hùng đánh giá rằng cổ phiếu HPG là một trong những mã cổ phiếu mà các nhà tạo lập tuyệt vời luôn. Tuyệt vời hơn, và nếu mà như các anh chị chúng ta chịu khó quan sát thì chúng ta sẽ quan sát được những cái phiên tạo lập ở trong phiên, và đó là những cái thời điểm tốt nhất để chúng ta có thể tham gia cổ phiếu này HPG. Vừa mang yếu tố kỹ thuật nhưng mà HPG cũng mang một cái yếu tố cơ bản rất là lớn đúng không ạ? HSG thì tuần trước thì cũng có điểm đến HSG, thì cũng có đánh giá rằng cái nhịp này thì khả năng HSG sẽ đánh tiệm cận và về đến mệnh giá, và sau đó thì HSG sẽ test chỉnh. Thì đúng là như thế, và HSG đã đánh về mệnh giá 10 và sau đó thì đang có những cái phiên test chỉnh lại. Test chỉnh đẹp thì về dưới này đi, khoảng vùng 8 đi. Test chỉnh đẹp thì về khoảng vùng 8. Đó, về khoảng vùng 8 thì về đến vùng này thì nếu mà có những cái phiên sẽ có những cái nhịp mà cổ phiếu này tích lũy, thì ở đấy sẽ là những cái điểm mà chúng ta sẽ tiếp tục quan sát cổ phiếu này. NKG, ta điểm nốt NKG thì đang khá là xấu. Đối với TLH thì Hùng có phân tích ở trên nhóm, ở trên tab, ở trên 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 cái tab cộng đồng đúng không ạ? Thì Hùng có up lên đây, thì các anh chị lưu ý nhé. Các anh chị lưu ý là một số các đây, một đây TLH này, cốt nền đáy dòng tiền đấy thì vùng an toàn là vùng 5 đến vùng 5.2. Một số các anh chị có hỏi Hùng là đăng ký kênh như thế nào, thì các anh chị sẽ vào, khi các anh chị vào trang chủ đúng không ạ? Các anh chị vào trang chủ của trang YouTube thì các anh chị đánh giúp Hùng từ khóa là chứng khoán đúng không ạ? Chứng khoán gạch ngang
chiến binh. Đấy, các anh chị chỉ đánh như thế này thì là khả năng là nó cũng sẽ ra rồi đó. Thì chúng ta sẽ bấm vào đây, chúng ta sẽ bấm vào kênh của chúng ta đúng không ạ? Sau đó các anh chị lưu ý này, nó có đây. Các anh chị đưa chuột lên đây thì nó sẽ có là link đăng ký kênh YouTube. Thì các anh chị bấm vào đây. Bấm vào đây thì sau đó thì đây, kênh YouTube sẽ hỏi xác nhận, tức là bạn có chắc chắn là muốn đăng ký cái kênh này hay không. Thì các bạn bấm vào đăng ký. Đó, các bạn bấm vào đăng ký thì như thế là các bạn đã có thể đăng ký kênh. Và khi các bạn đăng ký kênh thì mỗi lần Hùng có những bài viết lên tab cộng đồng thì các anh chị nhớ bật cái biểu tượng chuông này nhá. Các anh chị nhớ bật cái biểu tượng chuông này lên nhá. Đó, cái biểu tượng chuông này lên thì gọi là cái biểu tượng chuông thông báo, thì khi Hùng có up lên đây một cái mã nào đó tại cái thời điểm mà Hùng thấy tốt thì các anh chị sẽ nhận được cái thông báo. Thì hiện tại là trên Zoom Zalo thì Hùng chưa có mở lại Zoom cộng đồng, nhưng Hùng sẽ tương tác với cộng đồng qua đây, thì các anh chị có thể cập nhật qua đây. Thì đấy là nhân tiện cái câu chuyện là đăng ký như thế nào, thì một số các anh chị chúng ta cũng có hỏi. Hoặc là cái cách thứ hai là khi mà các anh chị mà xem video đây, ví dụ như là chúng ta xem một cái bản video như thế này chẳng hạn. Chúng ta xem một cái bản video này thì ví dụ các anh chị thường đi. Nhưng rồi sự nổi tiếng đó cũng không. Đó thì là ví dụ ở đây thì các anh chị có nhìn thấy đó, tức là có một cái hình mờ ở bên góc phải màn hình đây. Thì cái hình mờ này thì các anh chị bấm vào đây, các anh chị có thể đăng ký kênh được. Thì đấy là hai cái cách các anh chị đăng ký kênh. Các anh chị đăng ký kênh thì rõ ràng là khi Hùng Lê có những cái biến động về giá hoặc là có những cái khuyến nghị thì Hùng sẽ áp lên đó song song với cái việc hỗ trợ cộng đồng nhà đầu tư. Thì đối với TLH Hùng đánh giá rằng một cái nhịp test chỉnh đáy ở quanh vùng 4.5 và vùng 5 thì cũng đã khá là thành công đối với mã cổ phiếu này. Và việc cổ phiếu này có rơi tiếp hay không thì cái vùng này là vùng hỗ trợ trong một kênh xu thế dài hạn của cổ phiếu TLH. Tuy nhiên là TLH sẽ có một cái vùng cản rất lớn ở đây, đấy là tại vùng nền 6. Và nếu như tại vùng nền 6 này mà cái dòng tiền tạo lập của dòng tiền đầu cơ đánh được qua thì khá là tốt. Thì đối với TLH thì vẫn đánh giá rằng vùng nền chúng ta có thể gom, đấy là đấy, quanh vùng nền 5 đến nền 5.2, thường đánh về nền 5.2. Đây, cái nền 5.2 này thì khả năng là cổ phiếu này chúng ta sẽ quan sát tiếp phiên thứ 2 và phiên thứ 3 tuần tới. Nếu cổ phiếu cạn vốn ở quanh vùng này thì đây là một cái nền mà chúng ta có thể bắt đầu giải ngân khoảng tầm 1/5 của chúng ta đi mua, 1/4 đến 1/5 của chúng ta đi mua, và chúng ta chờ những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo thì chúng ta có thể tiếp tục tham gia cổ phiếu này. Cổ phiếu này nó cái tính đầu cơ nó cũng khá là cao các anh chị nhé. Đấy, các anh chị có thể nhìn thấy cái nhịp đánh thứ hai về tận vùng 11, tức là khoảng tầm độ 600%. Đó, thì cổ phiếu này cái tính đầu cơ nó cũng khá là cao, và khi mà nó có những yếu tố tạo lập vào những mã cổ phiếu thì khi đó thì chúng ta sẽ tham gia những mã này thì cái mức sinh lợi của nó cũng sẽ rất là nhanh, rất là cao. Chúng ta có thể tham gia ở mức 1/3 đến 1/4 số định mua của. Ok, Hùng sẽ tạm dừng cái này. Và thêm một số các mã cổ phiếu khác thì tí nữa Hùng sẽ phân tích ở trong phần 2. Ok, thế thì trên đây là chúng ta vừa mới điểm lại toàn bộ những cái mã cổ phiếu mang tính chất dẫn dắt dòng tiền. Và trong bản tin đúng không ạ? Trong bản tin thứ 6 tuần trước thì Hùng có khuyến nghị dành cho các anh chị, đấy là tuần từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 8 tháng 3 thì chúng ta chú trọng cái việc là hiện thực hóa lợi nhuận đầu tư. Tại vì sao lại như thế? Bởi vì Hùng Lê đánh giá rằng thị trường của chúng ta đang có những cái diễn biến nó không thực sự là tích cực. Không thực sự là tích cực khi mà chỉ số của chúng ta liên tục được đẩy lên, đúng không ạ? Chỉ số của chúng ta liên tục được đẩy lên. Và có những cái phiên đi ngang, và có những cái phiên mà các anh chị để ý là đầu phiên thị trường được đẩy lên bởi VIX, bởi Vinhome, tăng điểm rất là mạnh 90 điểm, và sau đó cuối phiên khi mà những mã cổ phiếu trụ nó về đúng với cái bản chất chính nghĩa của nó thì lúc đó thì thị trường của chúng ta lại bị giảm điểm rất là mạnh, và thậm chí là về tham chiếu hoặc giảm điểm. Thì đấy là những cái yếu tố nó không thực sự, tức là nó không thực sự tích cực đối với thị trường, tức là nó bị méo mó. Và trong phiên ngày hôm qua thì Hùng Lê có để ý là thị trường của chúng ta có đến đâu đó hình như là 100
150 mấy mã giảm điểm, đúng không? 150 mấy mã giảm điểm, tức là cái tỷ lệ của cái mã giảm điểm ở trong cái nội tại thị trường nó rất là lớn. Và ngày hôm nay thì có đến trên sàn HO thì có đến 192 mã giảm điểm trên 117 mã tăng giá. Còn trên sàn HNX thì cũng là 49 mã trên 43 mã tăng giá. Thì như thế là một cái tỷ lệ ở trong cái nội lòng của thị trường ấy. Trong nội lòng thị trường nó không tốt. Và các anh chị thử soi lại tài khoản của mình, tức là trong tuần vừa qua hoặc là trong 2 tuần vừa qua, thị trường có những phiên tăng điểm rất mạnh nhưng tài khoản các anh chị không sinh lời, thậm chí là còn lỗ. Đó, thì đấy là cái nghịch lý của thị trường, tức là thị trường tăng thì tài khoản các anh chị không tăng, nhưng khi thị trường giảm thì tài khoản của các anh chị sẽ giảm chung với thị trường. Thì đấy là một cái thực tế. Chính vì vậy nên Hùng Lê có khuyến nghị các anh chị là trong cái tuần vừa qua, thậm chí là cả tuần trước nữa, thì đấy là những cái thời điểm mà chúng ta hiện thực hóa tất cả những cái khoản chúng ta đầu tư, chúng ta mua được ở cái vùng nền giá thấp. Và những cái mã cổ phiếu mà đã đạt được về đến cái target chúng ta phân tích thì chúng ta cũng nên chốt, chúng ta cũng không có kỳ vọng hơn. Bởi vì khi thị trường nó đã có những cái tín hiệu xấu thì chúng ta tốt nhất là chúng ta hãy rời bỏ thị trường, tốt nhất là chúng ta nên đóng thị trường lại, chúng ta đi làm những việc khác và chúng ta chờ lúc thị trường có những cái dấu hiệu tốt hơn chúng ta sẽ quay lại thị trường. Và một điều Hùng Lê cũng lưu ý giúp các anh chị nhà đầu tư, đấy là tất cả những góc nhìn của Hùng Lê đấy là góc nhìn từ nhà đầu tư chứ không phải là góc nhìn từ môi giới. Một số các anh chị có hỏi Hùng là cái việc chính của Hùng làm gì, thì không phải việc chính của Hùng là đầu tư, và tất cả những cái khoản lợi nhuận của Hùng là xuất phát từ đầu tư chứ không phải đến từ môi giới. Các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê như vậy. Chính vì như vậy nên là Hùng Lê ít khi khuyến nghị các anh chị mua bán ở trên thị trường. Đấy là một cái điều tối kỵ, bởi vì khi các anh chị mua bán ở trên thị trường thì các anh chị sẽ bị cuốn vào thị trường, và như thế chúng ta sẽ không chủ động được cái tâm lý đầu tư. Đó, chúng ta mua ít, chúng ta bán ít, và chúng ta lựa chọn được những cái mã cổ phiếu mà khi mà chúng ta mua đúng rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục gia tăng tỷ trọng, mà khi chúng ta mua sai thì chúng ta sẽ loại bỏ nó ra khỏi danh mục. Đó. Chứ Hùng không có khuyến khích các anh chị mua bán ở trên thị trường. Cái đấy điều đấy. Và thậm chí là có một số các anh chị là khách hàng của Hùng Lê có gọi điện bảo em ơi, em làm môi giới mà sao có lúc chị gọi không được. Thì Hùng Lê trả lời thẳng luôn, đấy là những lúc thị trường xấu hoặc những lúc thị trường đang như thế này thì tốt nhất là các anh chị đóng bảng điện lại và các anh chị đi làm việc khác, chứ không phải là các anh chị mua bán không có lợi nhuận đâu. Và chắc chắn rằng là mua bán ở trong những cái thời điểm nhạy cảm như thế này thì cái tỷ lệ rủi ro trên cái tỷ lệ thắng của các anh chị cực kỳ lớn, tức là rủi ro rất là cao. Đó, thì tốt nhất là chúng ta hãy tập cho mình một cái thói quen, một cái kỷ luật ở trong giao dịch. Còn khi mà thị trường có những dấu hiệu tốt thì chúng ta lại lao đầu vào, chúng ta lại full margin, rồi chúng ta đủ các kiểu thể loại. Đó, nhưng mà lúc mà thị trường nó ở một cái ngưỡng nhạy cảm thì tốt nhất là khó quá thì bỏ qua. Các cụ chúng ta đã nói rồi, khó quá thì chúng ta bỏ qua. Về tổng quan của thị trường thì Hùng đánh giá rằng hiện tại thị trường của chúng ta đang khá là xấu, khi mà xung lực dòng tiền thì đang bị yếu đi. Các mã cổ phiếu trụ, các mã cổ phiếu mang tính dẫn dòng tiền thì đang bị suy yếu. Và hơn thế nữa thì trong lòng thị trường của chúng ta, các mã cổ phiếu giảm điểm, các mã cổ phiếu đỏ rất là nhiều ở trong lòng thị trường, dẫn đến cái việc là cái tâm lý của nhà đầu tư, các nhà đầu tư thường sẽ chọn một cái phương án là chúng ta sẽ chốt để chúng ta hiện thực hóa những cái lợi nhuận. Thì đấy là cái tâm lý của nhà đầu tư, và đấy cũng là một cái xu thế của trong tuần tới. Và hơn thế nữa, các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê là chỉ số Dow Jones của chúng ta, đúng không ạ? Chỉ số Dow Jones đó, bây giờ hiện tại là Hùng đang cập nhật chỉ số Dow Jones này. Chỉ số Dow Jones tiếp tục rơi, mặc dù đây là một cây nến xanh, tuy nhiên là nếu mà so với phiên đóng cửa ngày hôm qua thì hiện tại là đang rơi. Không biết là bị mất quãng này mất bao nhiêu điểm thì Hùng có chưa thể cập nhật được. Đó, thì chỉ số Dow Jones sẽ đang rơi. Và chính vì như vậy thì nó cũng sẽ song trùng với một cái nhịp chỉnh chung của toàn bộ thị trường của chúng ta. Vì vậy nên là cái việc mà chúng ta mở các cái điểm mua mới ở trong thời điểm hiện tại, chúng ta phải hết sức là lưu tâm và hết sức là cẩn thận. Còn trên góc độ kỹ thuật, thì các anh chị lưu ý trong một cái điểm ngắn của VN Index thì đây Hùng đã vẽ một cái hình đây rồi. Tức khoảng vùng 985, nếu vùng 985 bị thủng và vol đạt khoảng
từ 250 triệu cổ phiếu trở lên thì đấy là một tín hiệu xấu đối với VN Index, và chúng ta cần phải bảo toàn lại toàn bộ tài khoản của chúng ta. Đó, thì cái cách bảo toàn tài khoản thì mỗi người có một phương án khác nhau, không ai giống ai cả. Và hoàn toàn tương tự thì đối với HNX Index của chúng ta thì cũng đã có một phiên giảm điểm, và khả năng thì HNX sẽ lại về lại cái vùng nền tích lũy ở đây. Tức là về lại vùng nền tích lũy ở quanh vùng 106 đến vùng 108.5 thì khả năng là cổ phiếu này lại HNX sẽ chỉnh lại ở quanh vùng này. Đấy là về xu thế của thị trường. Ok, hiện tại thì bản điểm tin của chúng ta đã là 1 tiếng rồi, thì bây giờ Hùng sẽ list nhanh lại toàn bộ những cái danh mục cổ phiếu mà chúng ta đã phân tích xuyên suốt ở trong tất cả các cái bản tin. Và sau cái bản tin tuần này thì Hùng sẽ loại bỏ những cổ phiếu mà chúng ta những mã cổ phiếu, thứ nhất là cổ phiếu về đến target thì chúng ta sẽ không phân tích nữa, và những cái cổ phiếu mà chúng ta mua bị sai, tức là nó mua xong về nó bị sai thì chúng ta sẽ bỏ nó ra khỏi danh mục. HBC, ngắn gọn, đối với HBC thì Hùng có khuyến nghị cho các anh chị trên room, đấy là ở vùng 19.5. 19.5 đấy là một cái điểm tỷ bật của cái phiên ngày đấy là ngày khoảng tầm 27 tháng 2 thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị vùng 19.5. Trên góc độ kỹ thuật hiện tại thì HBC đã có một phiên phân phối giảm ngày hôm nay. Hôm nay là một cái phiên phân phối giảm của HBC rất là mạnh. Thì đối với kịch bản của HBC, các anh chị lưu ý là nếu như phiên thứ hai mà HBC phải lấy lại được nhé, các anh chị lưu ý phải lấy lại được cái vùng ở trên là khoảng vùng 20.7. HBC cần phải lấy lại được vùng này. Nếu như tại vùng 20.7 HBC không lấy lại được thì coi như cổ phiếu này sẽ cần phải chỉnh sâu hơn đối với trong cái nhịp này. Và như thế là target gần của HBC cũng chỉ chạm được về vùng khoảng 21.2 đến vùng 21.3. SGS. Đối với SGS thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị đấy là vùng target của SGS trong các cái bản tin phân tích đấy là quanh vùng 22. Quanh vùng 22 thì đối với mã cổ phiếu SGS ở vùng 22 thì chúng ta cũng sẽ kết thúc phân tích mã cổ phiếu này đối với SGS. VCG và VGC, Hùng sẽ viết lại VCG. Đối với VCG thì Hùng có phân tích và có đề cập đến cái ngưỡng ở đây khoảng vùng 25, và khi đến vùng 25 thì cổ phiếu này tiếp tục vượt thoát đi lên, và coi như đến vùng 25 thì cũng là vùng kết thúc phân tích của Hùng Lê, bởi vì Hùng Lê cũng chỉ phân tích đến target của cổ phiếu này đến vùng 25. Cổ phiếu thứ nữa đấy là VGC. Đối với VGC, Hùng khuyến nghị các anh chị mua ở nền 18 đến nền 18.5, và target của VGC Hùng có đề cập phân tích trong các bản tin xuyên suốt đấy là tại nền 22. Thì tại nền 22 cổ phiếu này cũng đã đạt target, và Hùng cũng sẽ kết thúc phân tích mã cổ phiếu VGC tại đây. Chúng ta sẽ kết thúc phân tích khi những mã cổ phiếu đạt về. DIG, đối với DIG thì Hùng có phân tích ở quanh cái nền 10 điểm mua thì nó nằm ở dưới này, có khoảng quanh vùng 15.5. Quanh vùng 15.5 đấy là cái điểm mua tốt nhất của cổ phiếu DG, và hiện tại thì DG vẫn chưa về được đến cái vùng target, và DG vẫn đang gặp cản khó tại vùng 17. Tuy nhiên ở trên góc độ kỹ thuật thì Hùng đánh giá rằng khả năng là nhịp này thì DG sẽ đánh, sẽ chờ những dòng tiền tạo lập, thì cổ phiếu này vẫn hiện tại thì đang hơi xấu, nhưng mà cái việc là phiên cuối tuần ngày hôm nay thì DG chỉ rơi về quanh vùng 16.2 thì cũng khá là ok, và chúng ta sẽ chờ những cái dòng tiền tạo lập để đánh vượt thoát cái vùng cản ở trước mặt ở đây khoảng vùng 17. Và khi cổ phiếu này vượt vùng 17 thì với dòng tiền và vốn xác nhận thì khi đó chúng ta sẽ có nhiều câu chuyện để nói về cổ phiếu này. CTI. Đối với CTI thì nền 26 thất bại. Và hiện tại cổ phiếu này lại tích lũy về nền 25. Quanh nền 25, và tín hiệu hiện tại thì cũng chưa có gì đáng nói. Cổ phiếu này cũng sẽ ngừng phân tích bởi vì nó bị sai kịch bản VRE đã phân tích rồi. FCN KBC. Đối với FCN thì sau khi chạm vùng 16 phiên ngày hôm nay, FCN rơi khá mạnh và rơi như thế này thì hơi xấu.
thì hứa xấu, và khả năng thì cổ phiếu này sẽ chạm kênh dưới của ta ở đây là khoảng vùng 15, 15.2 gì đó, 15.2 gì đó, ok 15.1 đây. Thì các anh chị mà đang cầm FCN thì có thể quan sát ở vùng này, khả năng thì ở vùng này, nhưng mà vùng này thì xu thế hiện tại như thế này là xấu, khi mà cây nến này nó gãy khá là mạnh, thường khi gãy khá là mạnh thì cái vùng này sẽ không trụ được, thì các anh chị quan sát giúp vùng lê ở quanh vùng 15.2, nếu vùng 15.2 mà bị gãy thì cũng có thể xem xét, bởi vì trên những tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì cũng đang nhìn thấy đang khá là bất ổn đối với FCN. KBC, đối với KBC trong một cái nhịp dài hạn thì Hùng đã phân tích cho các anh chị là Hùng có trong cái nhịp này target của KBC nó sẽ ở khoảng vùng 17 đến vùng 17.5. Tuy nhiên là để lên được đến vùng 17 đến vùng 17.5 thì KBC nó sẽ cần cần thời gian, tức là không phải một lúc là KBC nó sẽ lên được ngay đâu. Nó sẽ có những nhịp lên, nhịp chỉnh, đó. Thì với target của KBC thì Hùng vẫn đề cập đến vùng 17 đến vùng 17.5, các anh chị lưu ý. Còn trong ngắn hạn thì KBC cũng đang đi khá là chặt, khá là hay. Thì KBC nó sẽ khả năng nó sẽ lình xình ở quanh cái vùng đây này. Vùng này là khoảng vùng bao nhiêu nhỉ? 14.14.8. Các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê ở cái nền 14.8, đây là một cái nền hỗ trợ của KBC để những cái yếu tố tạo lập để KBC có thể đi được về vùng 17 thì cái vùng nền 18 này KBC cần phải xây đắp lại. Và hiện tại thì cũng xây đắp được khoảng gần 2 tuần rồi, tuy nhiên là gặp một cái yếu tố khá bất lợi của thị trường nên là cổ phiếu này chưa thể bứt được thôi, chứ còn nếu mà thị trường thuận lợi thì chắc chắn là KBC đã bứt rồi, đã bứt phá rồi, và thậm chí là có trong tuần đã có phiên bứt về vùng 15.5 nhưng mà không giữ được ở cái vùng giá cao nhất. Chứ còn nếu mà trong tuần vừa rồi mà KBC giữ được ở cái phiên này ở 15.5 thì rất là đẹp, cực kỳ đẹp đối với mã cổ phiếu KBC. Novaland, NVL. Đối với Novaland thì nó không có gì để đáng để chúng ta phân tích nền nền mà chúng ta có thể tham gia đấy là nền 57 đến nền 57.5, cái một nền gom tích lũy. Thì đối với Novaland thì nó cũng khá là mang yếu tố đầu cơ, vì vậy nên là chúng ta cũng cũng xem xét một cái thị trọng vừa phải đối với cổ phiếu này khi tham gia cổ phiếu Novaland. N55, NLG thì 55 Hùng đã phân tích 55. Tuy nhiên tín hiệu hiện tại của 55 thì khá là xấu khi mà dòng tiền đã được kích hoạt, tuy nhiên là nó lại không không có thành công. Ở vùng nền 26.5. Vùng nền 26.5, các anh chị quan sát ở vùng 26.5, nếu như vùng này cổ phiếu vẫn vẫn vượt thoát được thì cơ hội đi tiếp của 55 vẫn còn. Còn trên tín hiệu hiện tại thì 55 lại đang đang hơi 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 yếu khi mà dòng tiền đang bị suy yếu đi. Các anh chị quan sát ở vùng 25.5. SDI thì Hùng đã có chat lên ở trên cái tab cộng đồng. Thì SDI cũng là một cái mã cổ phiếu mà nó mang tính tạo lập cực cực kỳ cao. Hùng đánh giá rằng cái nền nền tạo lập của SDI ở đây là quanh cái nền giá 51. 51 cũng đã khá là thành công đối với cổ phiếu SDI. Và SDI thì Hùng có phân tích SDI thì trong cái nhịp này SDI nếu chỉnh đúng về thuần kỹ thuật thì SDI sẽ chỉnh về đây khoảng quanh đây. Khoảng quanh vùng 57. 57, khoảng vùng 57 thì khá là hợp lý. Vùng đánh giá rằng ba phiên test chỉnh của SDI lại đây rất là đẹp. Thì sang tuần tới thì SDI cần nếu nếu đúng nếu mà để đánh ở trong nhịp này thì SDI cần vùng 57 hoặc là thậm chí là không về vùng 57 thì vùng 57.5. SDI cần chạm về vùng 57.5 và sau đó thì sẽ phải có một phiên có một cây nến rút chân lên hoặc là có một phiên tạo lập dòng tiền lên. Thì như thế là xu thế tăng giá tiếp theo của SE sẽ được xác lập. Xu thế tăng giá tiếp theo của SE sẽ được xác lập. Vùng đánh giá rằng ở trong nhịp này, sau một cái nền tích lũy khá là dài của SE thì đây cũng có thể sẽ là thời điểm mà nhà tạo lập sẽ đánh cổ phiếu này, bởi vì cổ phiếu này ở trên sàn Upcom. Ở trên sàn Upcom thì nó cũng không phụ thuộc nhiều lắm đến cái chỉ số chung của thị trường VN-Index và HNX Index.
TDH 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 đối với TH Hùng có chat ở trên Zoom, khi đó thì có phiên đó là khoảng quanh vùng 10.5 đến vùng 11. 11 cho 11 đi. Đó, vùng 11 thì khi đó Hùng có thấy có những cái tín hiệu khá là tốt của cổ phiếu này thì khuyến nghị các anh chị mua. Quanh vùng 10.5 đến vùng 11 và target gần của TDH sẽ chạm về khoảng quanh vùng 12.5. Quanh vùng 12.5. Tuy nhiên là sau khi mà chạm được về vùng 12 thì TDH đang có những phiên không thực sự là tích cực, không thực sự là tích cực. Thì cái này nó sẽ phụ thuộc vào yếu tố thị trường. Nếu thị trường chung xấu thì khả năng TDH lại quay về chỉnh lại về quanh vùng 11.3 thì đó, 11.3. Hoặc là chỉnh sâu thì sẽ chỉnh về vùng 11. Sẽ chỉnh về vùng 11, sẽ từ đây sẽ chỉnh về về đây và sau đó thì chúng ta sẽ quan sát tiếp các yếu tố tạo lập của thị trường đối với mã cổ phiếu này. DRH, một số các anh chị hôm nay có hỏi Hùng cái mã cổ phiếu DRH. Đối với DRH thì cái yếu tố tạo lập của DRH cũng khá là cao. Tuy nhiên DRH hay thường có những phiên đánh chỉ có T cộng 3 thôi là DRH lại rơi. Chính vì vậy nên là những anh chị nào mà mua được vùng thấp thì ok, chứ còn nếu mà phiên ngày hôm nay mua thì Hùng không có happy lắm, thậm chí là chỉ mua ở phiên đầu tiên thì còn được, phiên này thì không không ổn nữa. Các cái mã về chứng khoán thì gần như chúng ta cũng đã phân tích rồi, các cái mã dầu khí đúng không ạ, thì gần như chúng ta cũng đã phân tích hết rồi, hàng không chúng ta cũng phân tích rồi, thép cũng phân tích rồi. Một số các cái mã cổ phiếu khác, VRC. Đối với VRC thì Hùng đánh giá ở một cái nền hiện tại của VRC đấy là nền từ 17, vùng 17 đến vùng 16, 16.5 đến vùng nền 17 là một vùng nền tích lũy thành công của VRC và sau một cái nhịp đánh dẫn thứ nhất chạm về vùng 19 và lại tiếp tục một cái nhịp đánh dẫn thứ hai, nhưng mà ngày hôm nay ok, phiên ngày hôm nay thì không đáng xấu đối với VRC. Và VRC thì chúng ta có thể ở quanh vùng 17.5, cùng đánh giá khoảng vùng 17.5, có thể thị trường chung sẽ chỉnh, chắc chắn là chỉnh, thì khi chỉnh thì khả năng cổ phiếu này nó sẽ đập về đây. Và cái vùng này cũng là vùng mà chúng ta có thể cơ cấu, cùng đánh giá vùng này có thể cơ cấu để một cái nhịp đánh tiếp theo của VRC. Và khi những cái nhịp đánh tiếp theo của VRC thì chúng ta sẽ phân tích các cái target tiếp theo của VRC, nhưng đánh giá trong nhịp này sẽ về khoảng vùng 21-22 đối với mã VRC. VSC PTB VSC VSC thì có phân tích ở nền giá 44 44, ở nền giá 44 thì hiện tại là đang bị thủng mất 0.5 lai. Tuy nhiên là với tín hiệu hiện tại thì những cái thủng này nó cũng không quá là xấu đối với VSC, và Hùng vẫn đánh giá rằng cái cơ hội đi tiếp của VSC vẫn còn. Nếu thị trường của chúng ta chỉnh sâu thì khả năng cổ phiếu này sẽ đập về cạnh dưới, sẽ đập về dưới ở đây thì khả năng là sẽ đập về đâu đó khoảng vùng 43 một tí, quanh vùng 43, và chúng ta sẽ tiếp tục quan sát cổ phiếu này Hùng đánh giá rằng những cái phiên giảm như phiên ngày hôm nay thì nó cũng không 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 đáng sợ, không không đáng quá là xấu đối với VSC. PTB PTB là một mã cổ phiếu nó cũng vừa khá là cơ bản và vừa khá là mang những cái yếu tố đầu cơ cũng khá là cao. PTB thì Hùng phân tích ở nền giá 60, nền giá 60 là nền giá tỷ bật của mã cổ phiếu này. Và hiện tại thì PTB đang đóng cửa vùng giá 63.7, 63.7 cũng đang khá là tốt. Thì thị trường chung mà suy yếu thì khả năng cổ phiếu này cũng sẽ chỉnh về đâu đó khoảng quanh đây, quanh vùng giá 62 thôi, quanh vùng giá 62 khá là đẹp. Chỉnh về vùng giá 62 và sau đó thì lại tiếp tục hành trình đi lên. Đó thì chúng ta sẽ chờ chờ những cái tín hiệu tiếp theo để chúng ta sẽ phân tích tiếp. SBT. SBT thì
target 22 đề ra không thành công. Target 22 đề ra không thành công. Tuy nhiên là cũng chạm được về đến đây là bao nhiêu? 21.5. Thì những tín hiệu hiện tại của SBT thì đang xấu rồi. Xấu rồi khi mà SBT đã bị gãy khỏi cái vùng đây là những cái phiên mà chúng ta phải hết sức là lưu tâm đối với mã cổ phiếu này. Đó, bị gãy hết phần nền ở trước đó thì đây là tín hiệu khá là xấu. Khá là xấu. Tuy nhiên là vùng hỗ trợ này cũng không đẹp. Đang khá xấu. Với mã cổ phiếu này thì đang khá là xấu. SBT. DHG. DHG thì vùng nền phân tích ở dưới này, đấy là từ nền vùng nền 80 xong đến vùng nền 85 và sau đó thì cũng chỉ đề ra ở quanh tiệm cận về vùng 100. Tuy nhiên là từ vùng 100 thì DHG đã có một nhịp bay lên vùng 119 và hiện tại thì những cái phiên như thế này cũng là một phiên khá là khó hiểu ý đồ tạo lập khi mà cổ phiếu này vẫn tiếp tục neo được ở quanh vùng 119 đến vùng 120. Thì cũng không hiểu được ý đồ tạo lập, nhưng mà với cái việc neo như thế này thì cũng khá là kinh. Cũng không hiểu là những anh chị nào đang cầm thì đang kỳ vọng những cái gì ở DHG. Nhưng với quan điểm của Hùng Lê thì Hùng Lê không có bao giờ neo và sẵn sàng ra hàng để bảo toàn lợi nhuận. Vinamilk phân tích rồi, G, cổ phiếu cơ điện lạnh G. G là một mã cổ phiếu mà Hùng cũng đã phân tích đúng không ạ? Ở đâu đó ở cái nền ở dưới này khoảng nền 30 đến nền giá 31. Và target của G thì cũng đã chạm về đúng cái kịch bản chúng ta phân tích ở đây là quanh vùng 34. Thì về đến đây thì đương nhiên cổ phiếu nó sẽ có những cái nhịp test chỉnh quay lại thôi. Quay lại và quay lại đâu thì chúng ta sẽ chờ các cái tín hiệu tiếp theo. Và G thì vẫn đang khá tốt đây. Vùng này là vùng bao nhiêu ạ? Vùng 33. G không thủng vùng 33 và có những cái phiên, các anh chị lưu ý nhé, G không thủng vùng 33 và có những phiên đánh vượt thoát lên, đánh vượt thoát về dòng tiền cũng như về giá mà chạm về tiệm cận vùng 35 thì như thế thì G lại bắt đầu bước vào một cái kênh xu thế tăng giá mới. Thì đối với G thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta quan sát thôi. Đối với G thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta quan sát ở trong những phiên tiếp theo. G ở đây đang là cái điểm phân kỳ của G. Cái điểm phân kỳ của G thì nó cũng những cái điểm phân kỳ này thì các anh chị quan sát thôi, cố gắng quan sát. Những anh chị nào đang cầm hàng thì quan sát để là chúng ta có tất toán không. Còn những anh chị nào mà đang muốn mua cổ phiếu G thì chúng ta cũng quan sát để chúng ta có những điểm mua tốt. PC1. Đối với PC1 thì cũng đang lình xình thôi, lình xình quanh vùng đây vùng nền 23.5, chưa có gì đột biến. NT2 PBC. NT2 chúng ta xem NT2 đã về đến target phân tích chưa. NT2 thì NT2 thì sau khi chạm về vùng 31 có những tín hiệu chỉnh và hiện tại thì như thế này là xấu rồi. Cổ phiếu như thế này là xấu bởi vì nó đang neo ở một cái vùng cao. Anh chị nào đang có NT2 thì chúng ta cũng sẽ xem xét để ra hàng. PPC cũng hoàn toàn tương tự như thế, nền giá 24. Nền giá 24 thì đang có những phiên phân phối kéo xả thì đấy cũng là một trong những tín hiệu nguy hiểm của cổ phiếu. VCS. Đối với VCS thì cũng đã khuyến nghị trên Zoom ở quanh nền giá 64.5. Quanh nền giá 64.5 thì đây là một cái nền giá đối với mã cổ phiếu VCS thì có hai yếu tố về góc độ. Thứ nhất là về kỹ thuật thì cũng đang thấy là cái nền đã tạo nền ở quanh vùng 60, còn yếu tố cơ bản thì cũng đã chat ở trên Zoom cho các anh chị rồi. Thì đối với kịch bản hiện tại thì ngày hôm nay thì VCS đã có một nhịp rơi khá là mạnh và cái nền mà để tức là cái nền mà để mà cổ phiếu này tiếp tục tích lũy để mà đảm bảo một cái yếu tố tiếp tục cho một cái nhịp hành trình mới của VCS, đấy là không được phép thủng vùng 64 các anh chị nhé. Anh chị lưu ý giúp Hùng Lê ở vùng nền 64, còn nếu mà thủng thì nó sẽ là xấu, chuyển sang xấu. GMD. Xem GMD. GMD thì hiện tại là xấu rồi khi mà dòng tiền không có và không vượt thoát được thành công vùng 28, GMD xấu.
ta cũng loại bỏ GMD. KSB. Đối với KSB, đây là mã cổ phiếu mà các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê. KSB thì trong phiên Hùng đã có khuyến nghị các anh chị vùng 26.8, vùng 26.8 đến vùng 27, thì đây là những cái tín hiệu mà cổ phiếu này đang có những cái dấu hiệu vượt thoát đi lên. Thì đối với KSB là một mã cổ phiếu mà chúng ta hoàn toàn có thể tham gia đầu tư ở trong nhịp này. Thì những anh chị nào mà không mua được vùng giá thấp thì nhịp chỉnh này của thị trường, thì KSB chỉnh đẹp về đến vùng hỗ trợ ở đây khoảng vùng 27.5. Là vùng chỉnh đẹp của KSB. Chỉnh đẹp về đây và sau đó thì KSB có những cái nhịp tích lũy ở đây và chúng ta sẽ xem những cái tín hiệu tiếp theo, thì khả năng là từ cái vùng này thì KSB sẽ tiếp tục đánh lên. Thì đây là một mã cổ phiếu mà Hùng Lê cũng đang nằm trong cái tầm ngắm của Hùng Lê để có thể để có thể cơ cấu. Ok, chúng ta cùng xem Hoàng Anh Gia Lai, bộ ba mã cổ phiếu đầu cơ thì Hùng đã chat lên ở trên tab cộng đồng. HAG, hiện tại đối với HAG thì có hai phiên rơi như thế này thì được coi là xấu hay không xấu? Nó sẽ được coi là không xấu nếu như mà Hoàng Anh Gia Lai sẽ không thủng vùng 5.8. Vùng 5.8 nếu Hoàng Anh Gia Lai không thủng thì được coi là không xấu, và nếu tại vùng 5.8 này Hoàng Anh Gia Lai có những phiên lình xình và tiếp tục đánh lên thì như thế cái cơ hội đi tiếp của Hoàng Anh Gia Lai nó sẽ còn. Còn nếu như vùng 5.8 mà bị thủng thì Hoàng Anh Gia Lai sẽ về khoảng vùng 5.5. Tại vùng 5.5 ở đây cổ phiếu này sẽ tích lũy ở đây, và khả năng thì nếu mà rơi sâu thì cũng sẽ rơi về vùng 5.5, bởi vì cái nhịp đánh của Hoàng Anh Gia Lai từ vùng 5 mà về đến vùng 6 thì cũng được 25% rồi. 25% rồi thì cũng với một mã cổ phiếu đầu cơ thì nhịp đánh đầu tiên nó rơi khoảng tầm 25 đến 30% thì như thế cũng khá là khá rồi, thì chắc chắn những lực chốt lời nó sẽ đến và cần phải hấp thụ lại và sẽ test chỉnh về đây để tiếp tục chúng ta tiếp tục quan sát. FLC. FLC thì ở vùng nền 5.3. Ở trong cái nhịp trước thì cũng có khuyến nghị các anh chị ở vùng nền 5.3 và có những tín hiệu đi lên thì chúng ta bán ra thôi, chứ còn FLC thì đánh nhịp khá là ngắn, ITA. ITA thì trong tuần vừa qua ở trong phiên này ở vùng 2.87 đến vùng 2.8 đi, thì cũng có khuyến nghị các anh chị mua ở vùng 2.8 thì mua ở phiên này T0, T1, T2, T3 về thì lãi tí, nếu mà không lãi thì hôm nay bán thì lấy lỗ. Tức là ITA cũng đánh ở nhịp này thì đánh hơi ngắn, và ngắn thì nó cũng do yếu tố của thị trường thôi, tức là khi thị trường trung chỉnh thì những mã cổ phiếu nó sẽ chỉnh là đương nhiên thôi. Sam nền tích chạy về đây nền 7.4 cũng nên loại bỏ thoát. DAG thì cũng đầu cơ khá, cũng không xấu. DAG thì quanh khả năng lại từ nền này, từ nền 7.2 lại đánh tiếp. DAG thì hiện tại thì những cái mã cổ phiếu đầu cơ thì ta cũng TNI, ta xem cái mã CRE, xem mấy hôm nay không ngắm mã này, xem đầu cơ như thế nào. Đấy, các anh chị nhìn thấy những cái đầu cơ nó đánh lên rất nhanh nhưng mà sau đó thì gần như nó trả về cái vùng nền, con này khả năng lại tích lũy lại 26.5, quanh vùng 26.5. với mã cổ phiếu đầu cơ thì nó đi rất nhanh và nó xuống rất nhanh tay lẹ mắt. Một mã cổ phiếu mà Hùng Lê VGI, các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê. VGI thì đúng là nó bị lỗi nhịp từ vùng nền 16 ở đây đã không mua được, xong rồi lỗi nhịp 2 đấy là vùng nền 18 cũng không mua được, và hôm nay thì khả năng lại lỗi nhịp 3 chăng ở vùng nền 20 21, ở vùng nền 21 21 21. Ok, ở vùng nền 21 thì Hùng đánh giá rằng VGI đang có những nhịp đánh cổ phiếu này mới lên sàn thôi, nhưng mà VGI khả năng là nó cái yếu tố tạo lập và yếu tố đầu cơ của VGI khá là cao. Thì ngày hôm nay Hùng Lê đã quyết định là xuống tiền VGI ở quanh vùng giá 22 23. Đấy, những cái nhịp đó thì đã mua lại cổ phiếu này.
Và kỳ vọng trước mắt thì VGX sẽ đánh tiệm cận vượt về vùng 27 đến vùng 28. Nhưng với những cái yếu tố tạo lập của VGX thì Hùng sẽ nghĩ trong cái tiên lượng của Hùng Lê thì VGX khả năng sẽ đánh vượt cái đỉnh ở đây, là sẽ vượt cái vùng đỉnh 32, 32 cái lúc lên sàn. Sẽ đánh vượt vùng này và đi về đâu thì lúc đó thì chúng ta sẽ quan sát tiếp, nhưng mà khả năng những yếu tố tạo lập của VGI thì Hùng đang thấy khá là ok. Ok, như vậy là chúng ta bản tin của chúng ta thì cũng đã khá là dài rồi, phân tích toàn bộ tình hình thị trường tuần vừa qua, nhận định xu thế thị trường tuần tới, và Hùng có list lại toàn bộ tất cả các cái mã cổ phiếu mà chúng ta có phân tích, có xem xét và xuyên suốt. Thì kể từ bản tin tuần tới thì tất cả những mã cổ phiếu nào mà đạt về target thì chúng ta sẽ không phân tích nữa, và những mã cổ phiếu nào bị gãy, tức là mình chúng ta mua về nó bị lỗi thì chúng ta cũng sẽ phân tích nữa. Thì thống nhất như thế để anh chị của chúng ta cũng sẽ tiện theo dõi các cái bản tin cùng lên. Thì các anh chị có thể đăng ký tham gia group ở trên trên Facebook, đăng ký tham gia group ở trên Facebook thì cũng hoàn toàn tương tự như thế, chứng khoán chiến binh trên từng con sóng, và ở trên trên kênh YouTube thì cũng hoàn toàn tương tự. Các anh chị cái cách đăng ký kênh thì Hùng đã hướng dẫn rồi. Các anh chị đăng ký kênh thì để các anh chị, thứ nhất là khi Hùng có những cái bản tin thì các anh chị có thể update được luôn, và đặc biệt là trên cái tab cộng đồng, khi Hùng Lê có những cái khuyến nghị hoặc là có những cái dấu hiệu cảnh báo, có những cái dấu hiệu cảnh báo thì đấy cũng là cái cách để các anh chị có những cái kênh thông tin tham khảo thôi. Còn quyết định đầu tư, Hùng Lê vẫn nhắc lại là quyết định đầu tư là ở quý anh chị nhà đầu tư. Còn trên kênh thì những kiến thức Hùng Lê up lên đây thì cũng là những cái góc nhìn ở trong đội nhóm team của Hùng Lê, có những cái đúng, có những cái sai, có những cái phù hợp và có những cái không thích hợp với anh chị. Thì một số anh chị có bảo là ô dài quá, thì ok, Hùng Lê đồng ý là dài, bởi vì rõ ràng một cái bản tin của Hùng Lê list lại toàn bộ thị trường, đúng không ạ, và toàn bộ những cái danh mục cổ phiếu thì đương nhiên nó phải dài rồi. Thì nếu những anh chị nào cảm thấy ok thích hợp thì chúng ta sẽ gắn bó cùng với Hùng Lê và team của Hùng Lê, còn nếu những anh chị nào cảm thấy không thích hợp thì chúng ta có thể đi tìm ở những cái kênh khác, bởi vì cái kiến thức ở trên mạng bây giờ nó cũng là rất là nhiều. Rồi, ok, như vậy là tuần tới Hùng vẫn chốt lại với các anh chị là chúng ta chủ động lưu tâm thị trường, bởi vì thị trường của chúng ta đang có những cái dấu hiệu suy yếu, và những cái lúc mà khó quá thì chúng ta nên bỏ qua, và chúng ta nên đóng bảng điện lại để chúng ta làm những việc khác, và sau khi thị trường ổn định hơn, mọi thứ tốt hơn thì chúng ta sẽ dùng tiền, và khi chúng ta xuống tiền là chúng ta phải xuống dứt khoát. Khi thị trường có những cái điểm nhấn thì chúng ta phải xuống tiền luôn. Đó, và khi chúng ta xuống tiền thì có thể là cái điểm mua đấy của chúng ta sai hoặc là chúng ta đúng. Sai thì chúng ta sẽ làm gì và đúng thì chúng ta sẽ làm gì. Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư và hẹn gặp lại quý anh chị nhà đầu tư trong bản tin tuần tới. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.